Và xin thưa đại chúng, nói về khẩu nghiệp, thầy giảng chắc cũng hơn 10 bài về khẩu nghiệp rồi, mà vẫn cứ muốn nói và thấy vẫn còn nhiều cái để mà nói. Cho nên đại chúng thấy cái miệng của mình nguy hiểm không? Cho nên thầy cứ xin Phật ấy, cho con giảng cái bài khẩu nghiệp làm sao đó mà chúng sanh nghe, chúng sanh biết giữ gìn cái khẩu. Thiệt chứ là chúng làm, chúng ta phạm quá nhiều cái lỗi lầm từ cái miệng của mình. Và rất nhiều lần là chúng ta bị tổn phước từ cái miệng của mình. Và rất nhiều lần là chúng ta làm được cái công đức, nhưng chúng ta bị cái khẩu nghiệp của mình nó lấy đi mất tiêu á. Mình tốn 5 năm, 10 năm để tạo công đức, mà tạo công đức đâu có dễ đâu, vất vả lắm. Vậy mà nhiều khi mình dẫn lên, mình nói một lời xong 10 năm trở thành xương khói. Khổ vậy này chúng. Cho nên á, thầy mong á, làm qua các cái bài giảng về khẩu nghiệp của thầy á, thầy rất là mong có một cái gì đó đánh động đến quý Phật tử. Mà quý Phật tử phải về phát nguyện trước Phật mới được. Có nhiều người về phát nguyện còn lấy cái gì, lấy ba keo dán cái miệng lại luôn cho rồi. Thì cái là mình biết đó, là cái khẩu nghiệp này nó dữ dữ lắm. Mà nói tới nói lui thì cái lay quay cái quên, lay quay cái chửi người ta, lay quay cái nói xấu người ta, là hay như đó. Khổ lắm quý Phật tử ơi. Mà cái người mình ghét rồi á, là có cơ hội là mình nói xấu cho mà coi. Nó không ghét á thì mình còn 5 năm nha. Mà giả dụ không ghét đi nữa, mình cũng không muốn tốt cho người ta nữa. Dù cái người mình không biết mà mình nghe người ta tốt đó. Rồi ví dụ như có người tới hỏi là chị có biết bà B không? Mình là không có biết cái bà B, nhưng mà mình nghe nói tốt về cái bà B đó, là mình cũng hơi khó chịu rồi đó. Không có biết bà B là ai đâu mà cũng khó chịu. Cái mình nghe nói chị có biết ông C không? Mình không biết ông C nha, nhưng mà nghe nói là ông C có nhiều cái điều xấu á, trong lòng mình cũng thấy vui vui vậy. Lạ không? Không biết ông C là ai mà nghe ổng xấu cái mình vui. Tại sao vui? À thì ra là mình phải lần mò, mình tận trong tâm mình mới biết một điều là gì. Thì ra là ổng xấu những cái đó là mình hơn ổng. Dù không biết ổng là ai hết trơn á, có thêm một người để mình hơn. Lạ vậy đó, là chúng thấy sợ chưa? Nói đến cái điều này để mình thấy cái gì? Để mình thấy là trong tâm mình á, cái tâm xấu nó nhiều hơn cái tâm tốt. Rất ít khi nào á mà chúng ta hoan hỷ trước một cái sự thành công của một người khác. Cho nên một người con Phật là như vậy đó. Mình nghe nói về một cái sự thành công của người khác, mình phải coi như thành công như của mình vậy đó. Mà ai mà làm được như vậy á, đó là chúng ta đang đi trên con đường của Bồ Tát. Mình thấy người đó vui, an lạc, hạnh phúc, bình an, thành công ở một cái phương diện nào đó, mình xem như là đó là niềm vui của mình. Và nếu mình thấy người ta tạo những cái ác nghiệp, những cái đau khổ, mình cũng đau khổ như vậy đó, mình cũng cảm thấy đó như là cái đau khổ của mình, thì lúc đó trái tim của chúng ta bắt đầu biết rung động, rồi chúng ta bắt đầu biết sợ. Nói một từ cái mình sợ, không biết nói này có ai mà khổ không, và chuẩn bị nói ra không biết người này có khổ không, bắt đầu giữ gìn cái khẩu gì lắm. Mà thầy xin thưa, thầy rất mong Phật tử là nghe xong bài này á, xét lại cái khẩu của mình. Nếu mà mình có phạm lâu nay á, thầy tin thế nào cũng có phạm thôi, thì phải sám hối và phải phát nguyện. Phát nguyện trước Phật chứng minh cho con, nếu như mà con phạm nữa thì thôi, không biết nói sao nữa, tại vì thế nào cũng phạm mà. Nhưng mà mình có Phật chứng minh cho mình. Cái tự nhiên thầy có một anh Phật tử mới hôm qua anh kể cho thầy nghe thế này nè. Anh ta rất là hiền lành lắm, hiền lành mà cũng không có muốn hơn thua với người khác. Thì anh kể là ở đó anh đi chơi thể thao, anh chơi bóng đá. Thì anh chơi bóng đá thì có một cái anh kia, anh không có biết đá banh, anh cứ vô anh đá xấu cái anh này hoài à. Mà không phải anh đó muốn đá xấu, mà cái cách đá của anh như vậy đó. Tự nhiên anh đá sau anh này ủi anh té, sao anh tức lên, anh giận lên nhiều cái, anh bụng anh định đục một cái, anh nghĩ trong lòng vậy đó. Anh mới nói với thầy là trời, con vừa định làm cái đó xong tự nhiên có ai á, tự nhiên chặn con lại vậy đó. Mà thật ra là cái gì? Đó là cái thói quen, cái sức mạnh mà lâu nay là mình không có cái ý mình muốn đánh người khác á. Chính cái đó nó trận lại cho mình. Ở đây quý Phật tử cũng vậy. Để mình tập, mình làm chủ cái khẩu của mình, quý Phật tử phải, thầy nói là phải vất vả lắm. Vất vả là vất vả chiến đấu với những lúc mình chuẩn bị nói xấu người khác. Nhưng phải giỡn đâu, nói xấu người khác dễ lắm, nhưng mà không nói xấu người khác là phải chiến đấu nó mới được đó. Thấy không? Cho nên là rất là vất vả. Cho nên thầy rất mong quý tử là nếu mà hôm nay quý vị nghe mà quý vị cảm thấy mà mình có nhiều cái lỗi và mình thấy cần sửa lỗi á, mà thầy khuyến khích quý vị phải đứng trước Phật, quỳ trước Phật mà phát nguyện sám hối và xin Phật chứng minh cho con, cũng như âm thầm gia hộ cho con, để con tập làm chủ được cái khẩu nghiệp của con. Vì thầy nói nè, mà nhất là mấy cô nha, không phải là thầy phân biệt mấy anh với mấy cô, nhưng mà vì người phụ nữ cái vùng não ngôn ngữ phát triển hơn người nam, cho nên nói nhiều hơn mấy anh. Cái này là khoa học chứng minh chứ thầy không có cố ý ép mấy cô đâu.
Ở trong đây thì thấy mấy cô đông hơn, mà làm sao thì dám nói xấu, phải không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy, rất là dễ nói. Dĩ nhiên là mấy anh cũng có nói, cũng có mấy anh nói nhiều dữ lắm. Ví dụ như trong hôm nay là thầy nói nhiều nhất á. Thầy là nhiều nhất, nhiều chuyện nhất trong buổi hôm nay đó. Đó đây. Thứ nhất là nói dối, từ bỏ đời sống nói dối. Là chúng ta cái thiện nghiệp ở thân đó, là từ bỏ đời sống nói dối. Thứ hai là từ bỏ đời sống nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi nó đâm thọt đó. Thứ ba là từ bỏ đời sống nói theo dệt. Và thứ tư là từ bỏ đời sống nói lời ác khẩu. Đó, cái phần khẩu của mình á, thật ra thì phân tích ra thì rất là nhiều, mà chúng ta sẽ phân tích bốn cái này trong vấn đề thập thiện. Chúng ghi lại: từ bỏ đời sống nói dối, từ bỏ đời sống nói hai lưỡi, từ bỏ đời sống nói theo dệt, từ bỏ đời sống nói ác khẩu. Chúng ta giữ được cái này là chúng ta giữ được kỹ cái miệng của mình. Rồi đại chúng ghi vào, bắt đầu thầy sẽ phân tích. Rồi đại chúng ghi xong chưa? Xong rồi, bây giờ tập trung nghe thầy giảng ha. Rồi trong lúc giảng mà thấy có cái ý nào mà có học hỏi được thì quý vị ghi lại. Thứ nhất á, là chúng ta phải biết như thế này. Cái lời nói á, trong cuộc sống này nó rất là quan trọng, đúng không? Có người nói như vậy nè: con thấy con có lỗi nhiều về cái khẩu quá, bây giờ con tu tịnh khẩu. Cái người ta hỏi: chị khỏe không? Không đâu trả lời được đâu. Không có hiểu, tại vì không có nói mà. Tu tịnh khẩu giỏi là ngày mai chị có vô chùa Mai Sơn đi học không? Mình đâu có nói được đâu lắm. Mình không có nói được. Cho nên tôi tưởng nhiều người mình hiểu sai cái từ tu tịnh khẩu lắm á. Cái ý nghĩa mà cao đẹp nhất của cái từ tu tịnh khẩu á là như thế nào? Tịnh là trong sạch, khẩu là lời nói trong sạch, tức là mình nói cái gì mà đúng chánh pháp, đúng chân lý và làm lợi cho mình và lợi cho người á, thì đó là chúng ta cũng đang tu tịnh khẩu. Chứ không phải mà tu tịnh khẩu là lúc nào cũng im đâu. Im thì cái quậu quậu trong lòng á, nó cũng chưa phải gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là mình nói đúng chánh pháp, gọi là tu tịnh khẩu. Quý vị nhớ cái này nghe chưa? Nhưng có nhiều người hiểu sai tu tịnh khẩu á, là về lấy băng keo dán cái miệng lại. Không phải như vậy. Dán cái miệng lại mà trong tâm mình á còn nhiều cái điều xấu á, thì xin thưa quý Phật tử, như vậy là chúng ta vẫn chưa có tu tịnh khẩu đâu. Và đệ tử Đức Phật ngài dạy như thế này: chúng ta có hai việc để mà làm. Thứ nhất là nếu mà nói thì hãy nói trong chánh pháp. Tự nhớ chưa? Ghi vô đi. Đệ tử Phật có hai điều cần làm. Nếu mà chúng ta nói thì chúng ta nói trong chánh pháp, mà nếu chúng ta im thì đó là im lặng của bậc thánh, tức là chúng ta đang hành thiền. Thầy nhắc lại: nếu mà ta nói thì ta hãy nói trong chánh pháp, tức là nói những cái điều đúng, những điều chân lý, những điều lợi ích cho mình và cho người. Như vậy gọi là nói trong chánh pháp. Còn nếu như mình không nói, mình im á, thì đó là im lặng của bậc thánh. Im lặng của bậc thánh tức là ta đang hành thiền, ta đang tu tập. Nếu quý vị đang tu pháp tịnh độ, quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng là im lặng bậc thánh. Hoặc mình đang trì chú cũng là im lặng bậc thánh. Hoặc là mình đang theo dõi hơi thở cũng là im lặng bậc thánh. Hoặc là mình đang tỉnh thức chánh niệm, theo dõi từng bước chân của mình, thì đó cũng gọi là im lặng bậc thánh. Đó, người đệ tử Phật chúng ta phải hiểu cái ý này. Cho nên khi mà nói ta phải cẩn trọng đó. Ông bà ta thường dạy cái câu là trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần ở đây tức là ta phải đắn đo, suy nghĩ cho kỹ, coi bốn phương ba thời có làm ai khổ không. Bốn phương là Đông Tây Nam Bắc, còn ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi mình nói ra, bên trái mình, bên phải mình, phía trước mình, phía sau mình, có ai khổ vì cái lời nói của mình không? Đó là bốn phương, với lại ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đắn đo mà nói, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Cho nên ông bà mình dạy là uống lưỡi 7 lần là như vậy đó. Chứ không phải mỗi lần nói với vị công công với lưỡi 7 lần đâu, sao nói được. Rồi bây giờ thầy nói về cái đầu tiên là ta từ bỏ cái đời sống nói dối. Nói dối tức là như thế nào? Tức là mình nói không có thật là nói dối. Cái việc trắng mình nói đen, cái việc tốt mình nói xấu, cái việc xấu mình nói tốt. Ví dụ như là có người để cái đôi dép đẹp ở bên ngoài, cái mình ra mình thấy đôi dép đẹp quá, cái mình lấy đôi dép đẹp đó. Cái người kia hỏi: chị có thấy đôi dép của em ở đây không? Mình nói: không, không có thấy. Như vậy là nói dối.
Xin thưa quý Phật tử, cái điều không nói dối này dễ hay khó? Dễ làm hay khó làm? Trả lời dễ hay khó? Thầy nói rồi, thầy xin thưa quý Phật tử là thầy khi mà thầy truyền giới, năm giới cho quý Phật tử, cái giới này thầy thấy không có ai phát tâm giữ hết trơn. Toàn là phát nguyện là, một là con nhóm con giữ không nổi, hai là con sẽ cố gắng rồi, chúng ai phát tâm mà giữ được cái giới này hết đó. Khó giữ lắm thưa quý Phật tử. Thế nào chúng ta cũng bị nói dối. Có nhiều người á, thầy tự biết không, đến nỗi mà vì không giữ được cái giới thứ tư này nè, cho nên không dám thọ năm giới luôn. Thầy nói thôi không sao, không giữ được giới này thì giữ bốn giới kia. Mà giữ giới này mà tốt nhất đó, bây giờ tốt nhất là giữ được luôn, còn giữ không được thì sẽ cố gắng. Nha, chứ đừng có vì không giữ được giới này mà bỏ luôn cái chuyện quy y thọ giới thì tội lắm. Và thì trong cuộc sống của mình thưa quý tử, có nhiều người người ta hỏi thầy thế này nè, và thưa thầy, con làm nghề buôn bán, bây giờ người ta hỏi con cái đó tốt không, con thấy cái đó cũng tốt thiệt á, nhưng mà con nói là thật sự phía sau là nó có một vài điểm khiếm khuyết. Mà con nói mà tốt á thì người ta mới mua, mà con nói không có tốt á, con nói dù là cái điểm khiếm khuyết nhỏ thôi thì cái tâm lý người ta cũng không có mua. Thì bây giờ con phải làm sao? Khó xử không quý Phật tử? Nó khó xử. Có anh Phật tử, anh này là anh kỹ sư, anh thầu các công trình để anh làm. Anh nói thật với thầy như thế này nè. Con nói thật với thầy, thưa thầy, nếu như mà con làm đúng lương tâm của con á thì cái tiền lời của con không có bao nhiêu hết á. Còn con mà làm trái với lương tâm á thì con mới giàu. Thầy hỏi làm sao vậy? Anh nói là khi con tính công trình phải không? Con tính cho người ta xong. Thì nếu như mà con làm đúng như những gì con nói á, thì xin thưa là con đủ vốn à, hoặc làm lời ít thôi. Nhưng mà nếu mà con nói dối, người ta con làm rồi con rút cái này rút cái kia thì con mới lời nhiều. Nó khổ vậy thưa quý Phật tử. Nên là chúng ta hiểu là trong cái cuộc sống này mình là Phật tử, khi mình hiểu được cái điều này á là thầy mới biết là cái giới nói dối hoặc là cái điều từ bỏ đời sống nói dối rất là khó. Nhưng mình là con Phật rồi, cái việc bắt đầu tập nha. Đầu tập con lần đó có cái vị đó nói dối như thế này, để thầy kể trong con câu chuyện. Có một vị tỳ kheo, ngài đang ngồi thiền ở gốc cây. Khi ngài ngồi thiền gốc cây này, có một con nai nó mới chạy ngang cái gốc cây đó, thì nó chạy rất là sợ hãi. Thì cái vị sư đang ngồi thấy con nai như vậy, thì một lát sau có mấy người thợ săn á mới chạy tới hỏi vị sư là: dạ thưa thầy, nãy giờ thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Khó xử quá, giờ phải làm sao đây? Đâu nói giùm thầy coi bây giờ phải làm sao. Nếu mà ngài nói không thấy thì ngài nói nói dối, còn nếu mà ngài nói ngài thấy thì con nai nó chết. Thôi bây giờ anh giả bộ anh hỏi là: thầy nãy giờ thầy thấy con nai qua không, để thầy trả lời cho anh hỏi đi. Nó thực tập luôn đó, cho quý vị thực tập. Bây giờ ví dụ như vừa có con nai chạy qua thầy thấy à, anh hỏi thầy đi. A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy là nãy giờ thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Nỡ lòng nào hỏi thiệt cả trời. À, mà từ lúc đó tôi đi nãy giờ ở đây tôi không có thấy con nai chạy qua. Vậy thầy có nói dối không? Sao có? Quý vị có biết ở cái chỗ nào không? Thầy không có nói dối. Hồi nãy là thầy ngồi thầy mới thấy con nai. Thầy nói rõ ràng nè, từ lúc tôi đi giờ tôi không có thấy con nai. Đúng là từ lúc thầy đi đâu có thấy con nai đâu. Bây giờ không có nói dối. Nó thầy chúng khi mà thầy giảng cái này rồi á, có một cô bé cô đang đi chơi, cái cô nghe thầy giảng cái này rồi á, cái cô đang đi chơi phải không, cái mẹ hỏi: con ở đâu vậy? Cái bé nó ngồi xuống, nó cầm quyển sách ra, nó nói: dạ mẹ, con đang đọc sách. Nó trốn đi chơi, nó đi suốt ngày, cái nó thấy mẹ nó gọi kêu nó về, hỏi nó đi đâu vậy, cái nó ngồi xuống nó thấy quyển sách ra, nó nói: dạ mẹ, nãy giờ con đang ngồi đọc sách. Nó nói dối không? Không, thì nó đang ngồi đọc sách thiệt, nhưng mà nãy giờ nó đi trốn đi chơi, dù mẹ nó không có biết nhưng mà nó biết là nếu mà nó nói dối thì nó sợ, cho nên nó lấy quyển sách ra nó đọc. Nó trong nó đọc mấy phút: dạ mẹ ơi, nãy giờ con đang ngồi đọc sách. Nhưng cái này là đừng có bắt chước theo cái này, nghe chưa? Còn có cái vị sư, cái tình huống của vị sư này rất là khó xử. Thì vị sư mà nói ra, thầy sư sẽ
sẽ làm cho cái người ta bắt được con nai, người ta giết con nai. Sư thương con nai mà, sư cứu con nai. Nhưng mà bây giờ nếu mà sư mà nói á, thì sư nói dối. Cho nên sư đứng dậy, sư nói là từ lúc tôi đi đến giờ tôi không có thấy con nai, không có nói dối, tại vì từ lúc đi không có thấy thiệt, nhưng mà lúc ngồi thấy á nghe. Nhưng mà sư nói là từ lúc tôi đi với bộ đó, cái bí quyết nằm ở đây nè, bí quyết nói dối. Rồi cái trường hợp nói dối là như thế này nữa nè, người ta không có những điều đó mà mình chụp mũ mình nói người ta có, như vậy cũng được gọi là nói dối đó nha. Người ta không có như vậy, người ta hiền lắm, người ta dễ thương như con nai, mà mình nói xấu người ta như con gấu. Ví dụ vậy là mình chụp mũ người ta, hoặc là mình vu khống người ta. Đây cũng là nằm trong nói dối á. Cái vu khống ở đây tức là người ta không có tội, người ta không có làm điều xấu, nhưng mà mình nè, là chúng phân tích ở đây kỹ một chút nè. Nếu mà mình biết cái điều đó và mình sân giận mà mình vu khống người khác á, thì cái tội này nó nặng nha. Đó, nghe kỹ lại nè. Ví dụ như mà mình vu khống người ta, nói giỡn giỡn chơi chơi thôi á, thì cũng có tội, nhưng mà cái tội này nó nhẹ hơn. Còn mình biết cái điều này là không có, mà mình vu khống người ta, mà mình vu khống với cái tâm sân giận á, thì cái tội này nó nặng hơn nữa. Quý Phật tử hiểu ở chỗ này không? Hồi lần trước thầy giảng rồi, nghiệp là gì? Nghiệp là sự tác ý. Khẩu nghiệp ở đây tức là mình có tác ý cái giận hờn ở trong đó mà mình vu khống, thì cái tội này nó sẽ nặng hơn. Và để ý thêm một điều là mình vu khống cho một đứa nhỏ thì tội nó khác nha. Vu khống cho một người cái phước bình bình thì nó khác nha. Vu khống cho một người tu tội nặng hơn. Mà vu khống cho một bậc thánh thì xuống địa ngục luôn. Thì thấy chưa? Nghĩa là cũng tùy cái đối tượng mà mình vu khống mà tội nặng hay nhẹ nữa. Ví dụ như là vào thời Đức Phật có tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một vị thánh tăng, là một vị sáng chói, ngài trí tuệ đệ nhất, như cánh tay trái cánh tay phải của Đức Phật vậy đó. Thì có một cái vị đó, cái vị này đố kỵ với thầy Xá Lợi Phất, và ông ta nói như thế này: thầy Xá Lợi Phất á, là còn tà dục. Còn tà dục tức là ngài chưa có giải thoát giác ngộ, mà trong khi ai cũng biết á, rất là nhiều người biết thầy Xá Lợi Phất là một bậc thánh rồi, hoàn toàn trong lòng không còn ý nghĩa là cái để cho ái dục nó chi phối nữa. Mà cái vị này lúc mà không có thầy Xá Lợi Phất mới nói là thầy Xá Lợi Phất còn tà dục. Lúc này Đức Phật nghe, Đức Phật khuyến khích ta là thầy đừng có nói cái điều này, tại vì thầy Xá Lợi Phất không còn cái điều này đâu. Ông ta không nghe. Ông ta mới nói lần thứ hai là thầy Xá Lợi Phất vẫn còn tà dục. Ông ta cãi Đức Phật luôn. Ông ta nói đến lần thứ ba, Đức Phật khuyên ba lần mà vị này không nghe. Đại chúng biết cái vị này vừa quay mặt đi một cái á, là bắt đầu từ trên người của cái vị này á, nổi lên từng đầu tiên nó cái mục á, nó nổi giống như cái hạt cải. Thì nó nổi như hạt cải, rồi bắt đầu nó nổi, đầu tiên nó nổi như hạt gì nhỏ nhỏ, hạt đậu nhỏ nhỏ, bắt đầu như hạt cải. Bắt đầu nó sưng lên khắp người hết, và nó mũ nó vỡ ra. Và sau đó thầy này mất, đã xuống địa ngục liền. Vì cái tội vu khống cho bậc thánh. Cho nên mình vu khống cho một người mà cái phước, cái đức người ta lớn á, thì cái tội mình lớn. Vu khống cho một người cái phước nhỏ nhỏ thì cái tội mình nhỏ hơn. Thấy chưa? Mà ví dụ mình vu khống trong cái trạng thái mà mình cái tâm mình không làm chủ được thì cái tội nó nhẹ hơn. Còn mình làm chủ được, ý thức được mà mình còn sân giận mà mình vu khống á, thì cái tội này nó nặng hơn. Cũng như khi Phật tử nói dối mà tâm mình, lúc mình nói mà tâm mình không làm chủ được, mình đang xáo động cái tâm mình đang bị kích động một cái gì đó mà mình nói dối á, thì cũng có tội, nhưng mà tội này nó nhẹ hơn. Còn mình vẫn ý thức rõ ràng và mình vì giận mà mình nói dối thì cái tội này nó nặng hơn. Phật tử nhìn lại, bây giờ quý vị về vị soi gương coi. Mình có hai cái tay, mình có hai con mắt, mình có hai cái lỗ tai, hai cái chân, chỉ còn cái miệng thôi à. Vậy mà cái gì nó làm gì việc nhiều nhất à, thì thấy chưa? Đôi khi á, tạo hóa tạo ra cái thân của mình có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là hai con mắt á, muốn nói mình á, là phải nhìn nhiều hơn, quan sát nhiều hơn là nói. Hai cái lỗ tai nói mình là hãy nghe nhiều hơn nói. Hai cánh tay là nói với mình là hãy làm nhiều hơn nói. Hai cái chân là dặn mình là hãy bước vào cuộc đời và đụng chuyện và đi vào cuộc đời mà đụng vào việc mà làm nhiều hơn là nói. Vậy mà cuối cùng quý vị thấy cái gì nó nhiều nhất? Là nói hơn nhiều hơn. Khổ chưa? Cho nên đó, là cuộc đời mình khổ là ở vì cái miệng dữ lắm. Cho nên thầy rất mong quý Phật tử á,
Cái giới nói dối này á rất là khó giữ và nó rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Cho nên thầy biết rằng sau khi thầy giảng bài này xong, quý vị vẫn còn nói dối hết đâu, vẫn còn. Thầy chỉ mong là gì, những cái nói dối quá lớn quý vị nguyện là không có nói dối, còn những cái nhỏ nhỏ á thì con xin hứa với Phật con sẽ cố gắng bỏ từ từ nha. Hôm nay quý vị còn 10 lần nói dối không sao, cứ nói, ngày mai miễn còn 9 lần cho thầy là được rồi. Ngày mai vẫn còn 9 lần nói dối cũng được, nhưng mà ngày mốt là phải còn 8 lần rưỡi hoặc 8 lần, chứ đừng có hơn, đừng có tăng nghe chưa. Có những cái là phải tăng, nhưng có những cái là phải giảm. Những cái thiện nghiệp là càng ngày phải càng tăng, những cái ác nghiệp là càng ngày phải càng giảm. Thầy không có mong quý Phật tử là tu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là hoàn hảo. Thầy chỉ mong quý Phật tử làm sao tốt hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Tốt hơn ngày hôm qua nhưng không được bằng ngày mai nghe. Chứ mà nói là hơn ngày mai là không có được á. Phải không bằng ngày mai mà phải tốt hơn ngày hôm qua. Ví dụ như ngày hôm qua mình làm 5 cái điều tốt, hôm nay mình làm 6 cái điều tốt, là tốt hơn ngày hôm qua chưa? Tốt hơn. Nhưng mà đừng có hơn ngày mai, vì ngày mai phải ráng làm sao phải trên 6 điều. Chứ nếu mà hơn ngày mai thì ngày mai dưới 6 điều nó kỳ lắm, sai sai, không? Nó sai sai. Nên là không bằng ngày mai nhưng mà phải tốt hơn ngày hôm qua. Đó là cái giới nói dối. Bây giờ là cái đầu tiên trong cái khẩu nghiệp đó là từ bỏ đời sống nói dối, là chúng ta đang thực hành cái thiện nghiệp đầu tiên ở cái khẩu. Cái thiện nghiệp thứ hai ở cái khẩu á là không có nói lời lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, nói đâm thọc. Có một lần á thầy hỏi là một người là trong cuộc đời này á chị sợ gì nhất, chị trả lời như thế này mà chị trả lời thật á, dạ con sợ lòng người nhất. Hỏi ra mới biết chị vừa bị người ta lừa. Nói chị sợ lòng người nhất. Có những người, xin thưa đại chúng, là người ta mất niềm tin vào cuộc sống, và rồi người ta mất niềm tin vào con người luôn. Lý do bị nhiều người lừa quá. Có cô kia cô nói với thầy thế này nè, thưa thầy con biết con mắc vào cái nghiệp gì á mà con cho người ta mượn tiền người ta không có trả. Cái cổ mới kể riêng một dãy dài ra luôn, là bao nhiêu người, cả 20 người mượn tiền cổ mà cổ không có trả. Cái thầy cổ mới hỏi thầy, dạ thầy ơi vậy bây giờ có cách nào để con vượt qua cái nghiệp này nữa không? Thầy nói thì đừng có cho mượn nữa. Mình biết cái nghiệp của mình đó là người mượn tiền không có trả thì đừng có cho mượn nữa. Xin thưa đại chúng, cuộc đời này lạ lắm nha. Có những người có cái nghiệp gì đó, biết đó là cho mượn tiền là không có trả mà vẫn cứ cho mượn. Mượn rồi đòi người ta không có trả, không trả rồi khổ. Khổ rồi cái lần sau nó, chị em khổ quá, chị có cho em mượn được không? Cái rồi cũng lấy ra cho. Cho rồi biết người ta không có trả đó. Mà có nhiều người là bị như vậy lắm. Cho nên là hãy nói vui vui với anh em. Cái người mà mượn tiền mình á, thường thường lúc mượn tiền cái mặt mình sao? Vui hay buồn? Vui. Mượn mặt vui lắm. Chị em thấy chị dễ thương ghê vậy đó. Chị dễ thương nhất chùa Mai Sơn á. Chị cho em mượn 200 được không? Chứ ra rồi giờ mình nói người ta, trời ơi em nhìn thấy cái mặt chị là em không ưa rồi, chị có cho em mượn 200 ngàn được không? Chắc chắn người ta không cho phải không? Mình khen người ta ăn tiếng phải không? Bắt đầu nói chị cho em mượn 200 được không? Và con người mình, người ta nói là cái gì? Mật ngọt là chỗ chết ruồi là vậy đó. Những nơi cay đắng là nơi thật thà. Những cái lời nói thật á, chung ngôn thì nghịch nhỉ, mà nói thẳng á thì khó nghe. Mà nói cái gì khen khen mình mà tân bốc, nhất là mấy cô mà tân bốc là chị đẹp nhất chùa Mai Sơn nè, ruột gan cái gì mình cũng cho hết trơn. Cho nên á, là quý vị thấy là trong lúc mình mượn tiền á, là thường là khuôn mặt mình vui lắm. Thường thường là khuôn mặt mình vui. Cho nên có cái ông đó, ông nói như thế này nè, bây giờ tôi cho anh mượn tiền phải không, rồi tôi hoan hỷ, nhưng mà bây giờ sau này anh trả tiền cho tôi á, tôi chỉ cần như vậy thôi, là ký vô cái hợp đồng á, cái yêu cầu ổng trong cái hợp đồng để chúng biết ổng làm gì trong đó không. Ông ta mới vẽ cái khuôn mặt cười trong, ông nói bây giờ anh mượn tôi tiền khuôn mặt anh cười vậy đó, sau này anh trả tiền cho tôi á khuôn mặt anh cười vậy là tôi thấy vui. Nhưng mà trong lúc mình trả tiền á, thưa đại chúng, lạ lắm nha. Mà sự thật cuộc đời lạ lắm. Lúc mình mượn tiền á, là khuôn mặt mình bắt đầu nói làm sao cho người ta mượn, cho người cho mượn. Nhưng mà lúc trả tiền á, mình khác lắm. Dù mình có tiền cũng không muốn trả. Thì để ý đi, mình mượn người ta 10 triệu, trong lúc khó khăn người ta cho mình mượn 10 triệu như là cả một gia tài của mình. Mà sau này mình có 1 tỷ, 10 tỷ rồi nha, mà mình trả cho người ta 10 triệu đó, mình cũng không muốn trả. Có nhiều người than thở với thầy là con cho người ta mượn trong lúc
khó khăn, con cũng không phải giàu có gì, con thương con cho mượn. Mà bây giờ người ta giàu con gấp 10 lần. Đối với người ta số tiền nó có bao nhiêu đâu mà người ta không có muốn trả. Không muốn trả tôi tự. Mà có trả cũng nhiều khi cũng trả lọc cọc 5-3 đồng. Mà nhiều khi trả đó mà khuôn mặt như là hâm hâm như nồi thịt bằm. Mà trả vậy đó. Mà trong lúc mượn, thưa đại chúng, cho nên cuộc đời của mình á, trong lúc mình khổ mà mình mượn người ta, mà người ta cho mình mượn tiền á, đó là ân nhân của mình á. Mình khổ mà mình mượn tiền người ta, mà người ta cho, mình phải xem đó là ân nhân đó. Tại vì cái quy luật cuộc đời kỳ lạ vậy đó. Đụng đến tiền bạc, quý Phật tử phải ráng rõ ràng. Cái gì chứ đụng đến tiền bạc phải ráng rõ ràng. Thì dính vô cái tiền bạc nó đủ thứ chuyện nó xảy ra hết. Cái gì liên quan đến tiền bạc ráng rõ ràng giùm thầy. Nên người xưa mới nói cái câu gì? Nói như thế này nè: gặp người nên nói qua la, chớ nên dốc hết âm ba cõi lòng. Chẳng sợ hổ xin ba cái miệng, chỉ sợ người ăn ở hai lòng. Cái lòng mà lúc mượn tiền nó khác, mà cái lòng lúc trả tiền nó khác. Cho nên nó khổ ở cái miệng đó. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, mà thúng không vành méo mó tứ tung. Cái lưỡi mình chúng thấy không? Làm gì cũng được, cái chân cong lên cong xuống, cong gì cũng được hết. Cho nên ông đó ông nói là bây giờ ông giết heo phải không? Ông đem cái gì mà tốt nhất của con heo lên cho tôi ăn. Ông đem lên cái lưỡi. Bữa sau ông đó nói là bây giờ ông cũng giết heo và ông đem cái gì mà xấu nhất con heo á đem lên cho tôi ăn. Ông cũng đem lên cái lưỡi luôn. Nên khổ là cũng từ cái lưỡi, mà hạnh phúc cũng từ cái lưỡi, mà thầy đi giảng đây thiên đàng cũng từ cái lưỡi, mà địa ngục cũng từ cái lưỡi luôn. Thầy mà nói sai một cái là đi luôn, đi xa quá. Nói sai một cái là đi luôn. Đi đâu? Đi xuống. Còn nói đúng là đi lên. Cho nên nó trong cuộc sống của Phật tử, cái lời nói đúng theo Phật pháp gọi là chánh ngữ. Còn nếu mà nói sai Phật pháp, nói sai với bốn điều đây gọi là tà ngữ. Nói đúng theo bốn lời đây là chánh ngữ, mà nói sai là tà ngữ. Nói đúng ở đây là ái ngữ. Nói đúng ở đây là ái ngữ hoặc gọi là chánh ngữ. Còn mình nói sai với những bốn điều thầy ghi đó gọi là tà ngữ. Mà ở đây thưa đại chúng, cái lời nói đâm thọc á, nó rất là nguy hiểm. Nó là cái nguyên nhân của sự chia rẽ. Ví dụ như ở đây mình thấy ông A dễ thương không, nói anh A anh dễ thương quá, nhưng mà trong lòng mình đâu có thích ổng đâu. Mà chẳng lẽ trước mặt cái mình nói thì kỳ. Cái ông A ổng đi rồi, có cái bà B bán bánh mì bà tới: chị thấy ông A làm sao? Trời ơi, chị nói với em nha, cái ông A đó trước mặt ổng cười cười như vậy đó, chứ cái sau lưng ổng á ghê lắm, dữ lắm. Ổng có những lúc mà chị nói thiệt chị không nói được luôn á. Mình làm như người ta ác gì lắm bằng nhớ. Mình nói mà cuối cùng mình đâu có biết gì, chẳng qua mình ghét ổng thôi. Bữa đầu mình ổng mượn tiền, mình mượn tiền ổng, ổng không có cho. Cuối cùng cái mình ghét, cái mình nói vậy đó. Cho nên nói hai lưỡi là nói như thế nào? Là ở trước mặt á thì mình nói như vậy, ở sau lưng thì mình nói khác. Cho nên người xưa nói một câu hay lắm đại chúng: ai cũng bị người ta nói xấu sau lưng hết, chẳng qua trước mặt người ta không nói thôi. Đó là kinh nghiệm của người xưa. Ai ở sau lưng cũng bị người ta nói xấu hết, chẳng qua trước mặt người ta không nói thôi. Ở đây ai đã từng bị người ta nói xấu sau lưng đưa tay thầy coi. Ủa bên này không có ai bị hết chưa nhỉ? Có ai bị người ta nói xấu sau lưng đưa tay thầy coi, để có thầy kiểm nghiệm cái coi. Ồ cái khu dưới đây hay quá ha. Tu học sao giỏi không bị ai nói xấu cho nhỉ? Thầy cứ bị người ta nói xấu sau lưng hoài à. Cái canh me lâu lâu cái đăng lên, lâu lâu cái thầy giảng á, ghi là ông thầy giảng tào lao. Thầy cũng không biết sao nữa, mà nó ghi nguyên một dãy luôn. Cái clip nào thầy giảng cũng nghe là ông thầy giảng tào lao á, mà thầy biết nó có xem mà không biết nó ghi gì đó. Mà thôi kệ, mà cũng chẳng biết ai, cho qua không. Tự nhiên bận tâm việc đó làm cái gì, chẳng qua người ta không thích. Tại vì đại chúng nhớ nè, không phải mình nói cái điều tốt, làm cái điều tốt là người ta thương mình đâu nha. Yeah. Mình nói điều tốt, làm điều tốt là người ta thương đâu. Mà cũng không phải ai làm điều ác là người ta ghét đâu. Mình phải nhớ cuộc đời là như vậy. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng, người điên. Anh hùng mà làm cái là những người theo anh hùng quân tử, người ta rất là thương kính mình. Nhưng mà tiểu nhân nó ghét cái nha. Còn tiểu nhân á, anh hùng không có thích, nhưng mà những cái người cùng tiểu nhân nó thích đó nha. Em thấy anh tiểu nhân thật là vĩ đại. Em tiểu nhân có một chút anh tiểu nhân hơn em, em thật là kính phục. Đó là chúng thấy chưa? Tiểu nhân không có người tiểu nhân hơn có kính, thấy không? Em thật là khâm phục anh. Em mà nói dối là em nói cỡ mấy lần bị người ta phát giác. Mà anh nói dối mấy chục lần mà anh tỉnh như sáo vậy. Cũng khâm phục lắm chứ bộ, thấy không?
em à, sư phụ à, sư phụ nói dối đó. Hoặc là ta nói ví dụ như thế này, để nói dối thì kể câu chuyện cho nghe. Hai vợ chồng này chết bị chú âm phủ phạt, ai mà mỗi lần nói dối bị cái kim nó đâm vô một cái, cứ mỗi lần cái kim đâm vô một cái, đầu tiên là ông chồng với bà vợ hai người hai bên bị phạt. Cái ông chồng bị phạt là trong cuộc đời ông cũng nói dối nhiều, mà ông bị đâm có mấy chục cái à, cũng đau lắm. Rồi ông ra xong ông nhìn lại ông thấy vợ ông đâu chứ, ông nói trời người vợ của mình thật là vĩ đại, ông có nói dối. Mới hỏi cái người mà quản giáo đó, anh vợ tôi đâu rồi, vợ ông đang nằm trên bàn máy may kìa. Đâm từng cây đâm không có kịp, nên lên bàn máy may đâm luôn cho nó khỏe cho rồi, thấy không, xì xì vậy đó. Một đường thôi là mấy trăm kim rồi, mà bao nhiêu đường. Xem mấy cô cười như vậy, nói giống gì mà cười đó, chúng thấy không. Cho nên đó, mình tập người quân tử nha, thầy nói là người quân tử thôi, người ta đã học như thế này rồi, trước mặt như thế nào là sau lưng như thế đó, phải tập cái này. Thầy cũng hay nói với Phật tử, những người Phật tử mà thuần thành mà thường đi tu học theo thầy, thầy nói là đệ tử của thầy á, nói trước mặt như thế nào là nói sau lưng như thế đó nha. Ai mà cứ tới nói thầy con thấy cái người đó không tốt, thầy nói thầy thấy cái vị này không tốt trước rồi đó, không có được nói người đó sau lưng. Thầy cũng không muốn nghe một cái người đó nói xấu một người khác sau lưng, dù thầy nghe cái người đó nói thầy sẽ có thêm thông tin về người kia, nhưng thầy không thích như vậy. Thầy nói nếu mình đủ tình thương và với cái tâm hoan hỷ mình đóng góp cho người ta thì mình cứ tới nói trực tiếp với người đó, còn nếu mình nói chưa được á thì mình khoan hãy nói, chứ đừng nên nói xấu sau lưng. Đó là cái manh mối của sự chia rẽ. Và cái này quý vị phải lập nguyện, con xin hứa với Đức Phật á, là con xin nói với, nếu mà con phải nói về một lỗi lầm của một người nào đó thì con xin chỉ nói trước mặt người đó thôi, còn nếu con thấy con chưa đủ tình thương thì con xin thưa với Đức Phật là con nguyện con không nói. Không phải mình không nói là mình sợ gì hết, mà chẳng qua là mình chưa đủ tình thương để mình nói. Cho nên trong nhà Phật á, Đức Phật dạy khi mình buộc tội người khác á, mình cũng phải có những cái lý do mình mới buộc tội. Một bài nào đó thầy sẽ giảng về cái này, mình phải có năm yếu tố, đủ năm yếu tố mình mới buộc tội người khác được. Trong đó mình phải có cái tình thương, trong đó mình phải buộc tội với cái lời nhu nhuyến, trong đó mình phải buộc tội với cái lời chân thật. Và khi mình buộc tội người ta rồi, người ta phải có cái lợi ích gì đó. Ví dụ mình nói người ta cái lỗi này nhưng phải giúp cho người ta tốt hơn, chứ không phải nói cho đã cơn giận của mình. Nó cũng phải có cái nguyên tắc để mà mình lời nói của mình buộc tội người khác. Cho nên quý vị phải tập, cố gắng tập cái này. Một người quân tử theo đạo Nho thôi, trước mặt người ta như thế nào là sau lưng người ta như thế đó rồi. Huống gì mình là con của Phật, con của Đức Phật, là mình phải tập luôn là tuyệt đối gần như không nói là trước mặt thì sau lưng nó trái nhau. Nếu trước mặt thấy người đó khen, cần khen là mình khen, mà nếu trước mặt mình cần đóng góp là cần đóng góp, sau lưng là không có nghĩ nói xấu gì về người đó hết. Ở đây quý vị cứ yên tâm, thầy chưa bao giờ nói xấu quý vị sau lưng. Bữa nào quý vị tới nói chuyện với thầy, nếu thầy có biết quý vị có những cái lỗi lầm gì á, thầy xin thưa là không bao giờ thầy để mà ai nói biết về cái lỗi lầm của quý vị. Tại vì khi mà thầy đi giảng á, có nhiều người, người ta tin mình, người ta chia sẻ, có những người á, người ta khổ lắm vì người ta mặc cảm một cái lỗi lầm nào đó, mà người ta cảm thấy cái lỗi lầm đó từng ngày giết chết cái người đó. Rồi người ta tìm đến thầy, người ta nói, thầy chỉ cần ngồi yên, thầy lắng nghe với tất cả cái con tim của thầy, với tất cả sự hiểu biết của thầy, thầy ngồi thầy nghe người ta nói thôi. Rồi tự người ta nói, rồi tự người ta khóc, rồi tự người ta giải bày hết, dù thầy không có cố gắng kêu người ta nói. Người ta nói hết những cái lỗi lầm mà trước nay không ai biết hết, và ngay cả có những người mà phạm về pháp luật luôn, người ta cũng không biết luôn, người ta nói cho thầy nghe. Và người ta cảm nói là con xin cảm ơn thầy lắng nghe con, chỉ cần thầy lắng nghe thôi con cảm thấy lòng con nhẹ. Cho nên khi mà chúng ta học về, chúng ta lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chúng ta phải học theo cái nguyện của ngài là cái hạnh lắng nghe. Kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con xin học theo hạnh của ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, con xin học ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Con xin học ngồi nghe với tâm không thành kiến, con xin học ngồi nghe với tâm không phán xét, với tâm không phản ứng. Con biết chỉ cần lắng nghe thôi là người kia đã bớt khổ rồi. Cho nên thưa đại chúng là khi mà nghe những cái lỗi lầm của người khác á, thầy ngồi đó, thầy ngồi yên lại, thân tâm có mặt,
Mà thầy ngồi lắng nghe. Có những người, người ta khổ, người ta nói không được, không thể nói cho ai nghe được. Người ta tin mình, người ta nói cho mình nghe. Cho nên trong cuộc đời này á, có một người nào đó tin mình, đó là hạnh phúc của cuộc đời mình đó. Một ngày nào đó cả cuộc đời này không ai tin mình nữa là đau khổ lắm. Trên thế gian ai là người đau khổ nhất? Đau khổ nhất là người chẳng ai tin. Trên thế gian ai là người đau khổ nhất? Đau khổ nhất là người chẳng tin ai. Chẳng ai tin khổ không? Khổ. Mà chẳng tin ai khổ không? Khổ luôn. Cho nên thầy xin thưa quý vị là quý vị sống làm sao để người ta tin mình, và sống làm sao mà phải có người để mình tin, thấy không? Chứ nói là không tin ai chứ khổ lắm. Ít nhất trong đời này quý vị không tin ai, nhưng hãy còn một người để quý vị tin, đó là ai? Là Phật. Là Phật. Thì đôi lúc tin mình cũng nghĩ sai nữa. Là Phật. Có những nỗi khổ niềm đau mình không nói được cho ai thì hãy quỳ trước Phật mà nói. Phật không bao giờ nói tại sao con xấu như vậy. Phật đâu bao giờ nói câu đó đâu, phải không? Phật không bao giờ Phật nói là trời ơi sao con xấu xí như vậy. Dù Phật biết hết mình nghĩ gì, làm gì, mà Phật không bao giờ nói. Thử mình nói với một người xung quanh coi, người ta đang vui vẻ với mình, nói xong bữa sau, sao ta rê chị ngồi xích em ra đi, hay như vậy đó đại chúng. Cho nên là cái trái tim mình á phải đủ tình thương, phải rộng lượng lắm. Cho nên cái tâm mình mà rộng lượng mà đủ tình thương như vậy, gọi là lượng của tâm. Lượng của lượng tức là cái sự dung chứa, cái sự dung chứa cái tâm mình mà lớn á, thì mình mới có thể lắng nghe được người khác, và mình mới có thể là bao dung người khác trong trái tim của mình. Cho nên mà quý vị muốn học nhẫn nhục tốt là quý vị học tình thương, là tự nhiên quý vị nhẫn nhục được. Hay vậy đó. Khi quý vị mà chưa có tình thương, quý vị tập nhẫn nhục giống như là một sự đè nén. Nhưng khi mình có tình thương rồi thì á, người ta có làm gì sai mình không cần cố gắng để nhẫn, mà đơn giản vì vượt qua cái sự giận hờn là tình thương. Đơn giản. Cho nên quý vị cứ học tình thương mà bao dung là tự nhiên quý vị thương được người ta, khỏi cần tập hạnh nhẫn nhục luôn. Hay vậy. Cho nên ở đây thầy nói về cái từ bỏ đời sống nói hai lưỡi, nói đâm thọt. Cái này chúng ta cũng hay bị, nhất là mình ghét ai, nhất là mình ghét ai và mình nói ra để cho cái người đó bị ghét hơn. Cái mấu chốt ở vấn đề ở đây nè, quý vị để ý lại là khi mà mình á, nghe một người nào đó xấu á, là mình hay vui. Hồi nãy thầy nói rồi, là vì mình cảm thấy mình hơn người đó ở cái điểm nào đó. Còn khi mình nghe người đó tốt hơn cái gì đó thì mình không có vui lắm, vì đơn giản là người đó tốt hơn mình không có thích. Đây là cái mấu chốt của vấn đề. Cho nên quý vị tập làm sao một ngày nào đó trong tâm mình á, mình thấy người khác thành công, mình vui tất cả các phương diện. Mình thấy một người nào đó thất bại, khổ đau, lầm lạc, mình phải thương người đó. Dù người đó không có thân thuộc với mình gì hết, mình tập thương người đó. Thì xin thưa quý Phật tử, cái ngày đó đó là trong tâm mình bắt đầu có trí tuệ, bắt đầu có từ bi. Và mình làm được như vậy đó thì cái đời sống tâm linh của mình nó thăng tiến. Còn nếu không, cái tâm chúng ta nhỏ hẹp, ích kỷ á, xin thưa quý Phật tử, nó rất là đau khổ. Cho nên cái lời nói tập đó, ở trong gia đình là một cái nhỏ thôi á, mà có người đâm thọt trước sau là mình khó chịu rồi. Rộng hơn là một cái công ty, một cái đoàn thể, hoặc trong lớp giáo lý ở đây. Nếu mà mình ghét một người nào đó, trước mặt mình nói với người đó khác, mà sau lưng á mình nói với một người đó khác, thì nó thành ra cái thế tam giác A, B, C, phải không? Mình là A, mình nói chuyện với cái người B về cái ông C, mình nói không có tốt, thì đâm ra cái người B nghĩ không tốt về cái người C, đâm ra cuối cùng nó chéo qua chéo lại như vậy, thành cái thế tam giác, và chúng ta không có đến được với nhau. Cho nên trong cuộc đời này á, mình phải nghiệm lại á, là mình sống không có bao lâu, và mình cũng chỉ sống có một lần mà thôi. Thì tại sao mình không biết dùng những cái lời nói tốt đẹp để mà nói với người khác, để mà thêm cái tình giao hảo, để mà cuộc sống này nó có ý nghĩa hơn. Chứ hơn thua nè, cứ hận thù nhau rồi để được cái gì? Và cuối cùng mình mang theo một cục nghiệp, ta nói cục nghiệp chứ không phải là một ít nghiệp nữa, gọi là nghiệp sĩ. Cho nên khi mà nó đổ ra rồi á thì gọi là đổ nghiệp, mà đổ một lần là đổ nghiệp sĩ luôn, chứ phải đổ nghiệp lẻ, đúng không? Đổ lẻ lẻ còn đỡ, nó đổ luôn đổ sĩ luôn chứ. Cho nên ở đây ha, tập là con hứa, con xin nguyện với Phật và xin Phật chứng minh cho con, và cho con thêm sức mạnh á, là con tập là
con nói với ai trước mặt như thế nào, sau lưng như thế đó. Và con xin nguyện là con không nói hai lưỡi, người này nói người kia nói người này, để mọi chuyện nó trở nên bất hòa. Và cái tội mà mình nói hai lưỡi á, mà mình trong một bài kinh Tăng Chi Đức Phật dạy, nếu mà mình nói hai lưỡi như vậy á, thì nếu mà quả báo nặng nhất là mình đọa xuống địa ngục luôn, địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh, nếu mà cái tội đó là tội nặng. Còn mình nói ra, ví dụ mình nói hai lưỡi để người ta hiểu lầm nhau, mà những cái người có phước báo nhỏ thì cũng có tội, nhưng mà tội nó nhẹ hơn. Và bây giờ mình nhìn ở cái hậu quả nữa, mình cũng nói hai lưỡi để mọi chuyện nó đổ vỡ, mà nó đổ vỡ càng lớn thì cái tội mình nó càng nặng hơn. Và trong lúc mình nói hai lưỡi, mình sân giận mà mình nói thì cái tội nó lại nặng hơn. Đó, quý vị hiểu về cái ý này chưa? Xin hứa đừng có nói hai lưỡi nghe chưa. Dù cái lưỡi của mình là nó lắc léo lắm, nhưng mà tập là nói một lưỡi hả? Phải, nói như thế nào, nói như thế đó, trước mặt như thế nào, sau lưng như thế đó. Và bây giờ cái vấn đề mà thầy muốn cái thầy sẽ chia sẻ kỹ nhất trong hôm nay á, là cái vấn đề thứ ba là từ bỏ đời sống gì? Cái thứ ba là từ bỏ đời sống gì? Nó theo dệt là cái thứ tư đi, nó ác khẩu, tập trung nói chính nha. Bây giờ từ bỏ cái đời sống, nói ác khẩu. Anh nói theo dệt. Nói theo dệt là nói như thế nào quý tử? Không phải có nó không, không nó có là nó dối. À, giống giống ý là nói tân bốc, đúng ý một ý rồi đó. Còn như thế nào nữa? Hả? Chuyện không có gì hết trơn á, mình nói lớn ra vấn đề. Ví dụ như là hôm nay mình đi về, ở trên cái đường mình đi về nhà, đường nhà quê mà có cánh trăng, mình đi ngang cái đường đó, mình thấy có cái tàu lá chuối nó bay 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 phất phơ phất phơ. Cái mình đi về cái đầu đường kia, mình thấy có hai cô gái đi lại, mình nói trời ơi chị ơi, em thấy ở kia dưới ánh trăng có một con ma nó đứng đó, một bộ cái gì, một bộ đồ trắng phất phơ phất phơ. Hai người kia bủng rủng tay chân hết dám đi luôn, theo dệt vấn đề lên chứ không có gì chứ. Mình làm cho người ta sợ, người ta sợ, người ta khổ. Và cái này có thành tội không? Đó, vậy đó. Theo giờ lại vậy, tức là cái chuyện không có gì hết trơn á, mà mình làm cho cái vấn đề nó lớn lên, thì cái này gọi là mình nói theo dệt, hay gọi là nói ỷ ngữ, hay mình gọi hiểu rộng ra là mình nói những cái lời nói vô ích, nói những cái lời nói phù phiếm. Ví dụ như mình ngồi mình bàn chuyện thiên hạ. Đó, bàn những cái chuyện không có ích, nó cũng dồn cái chuyện nè, theo dệt. Hoặc mình ngồi mình bàn những cái chuyện phù phiếm, hoặc là mình ngồi mình tán gẫu á, đây nó cũng là theo dệt luôn. Hiểu theo dệt không có nghĩa là mình nói cái vấn đề đó nó kinh dị lên, hay là nó bi lụy hơn cái gì đó, mà mình nói cái phù phiếm nè, tán gẫu nè, tốn thời gian, thì cũng thuộc vào cái lời nói theo dệt luôn. Mà cái này quý vị có hay bị mắc vào không? Cái ngôn ngữ hiện đại là rảnh rỗi xin nông nổi. Ngôn ngữ ngày xưa là nhàn cư vi bất thiện. Một câu nói đơn giản nhưng mà triết lý vô cùng. Ở rảnh rỗi hay xin nông nổi lắm. Ở rảnh rỗi hay làm điều ác. Tại vì sao? Tại vì cái gốc trong tâm mình là cái xấu nó nhiều hơn cái tốt. Cho nên mình mà rảnh rỗi mình hay nghĩ về cái xấu. Cho nên quý vị ráng cố gắng đừng có để cho tâm mình rảnh nha. Rảnh ở đây á, nó có hai khía cạnh. Một là thân mình rảnh, hai là tâm mình rảnh. Thân rảnh là ngồi không, rảnh rỗi. Xin thưa quý Phật tử là trong đời mình á, quý vị phải ráng có một cái việc để làm. Phải có một việc để làm, một lý tưởng để theo, một lập trường để đi theo. Còn nếu nói trong nhà Phật á, là quý vị phải có một người để quý vị tin, có một người để quý vị tôn kính. Nếu một lúc nào đó trong đời của mình không còn ai tôn để mình tôn kính, không còn ai để mình tin, thì xin thưa đó là tai họa. Đó là tai họa chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên quý vị ráng cố gắng đừng có để cho mình thân mình rảnh. Rảnh ở đây ở cái thân á, nếu mà mình rảnh á thì nó dễ sinh cái gì ạ? Nó dễ sinh những cái việc bất thiện. Ở đây thì mình phải hiểu như thế này nè. Cái người chưa biết tu, khi mà mình rảnh mình dễ nghĩ cái điều xấu lắm. Còn cái người biết tu khi rảnh á là cơ hội để người ta quay về tâm người ta tu. Nhưng mà cái này nó khó hơn nha. Cái này thầy kinh nghiệm rõ lắm với tự bản thân thầy thôi nè. Trong lúc thầy bận bịu, thầy thấy thầy học được nhiều hơn lúc thầy rảnh. Nó có những lúc thầy bận như lắm, thầy nghĩ ước gì rảnh được 3 ngày thầy sẽ tập trung thầy học cái này. Mà bữa con lần thầy rảnh được 3 ngày đi, mệt quá ngủ mà, quá thì ngủ rồi đó.
ngủ xong đi mệt quá, làm gì hết 3 ngày không làm được gì chứ. Rồi bận tiếp, ước gì mình mà rảnh được 2 ngày, mình sẽ tập trung mình làm cái này. Cái rảnh 2 ngày cái làm cái việc khác. Cho nên quý vị đừng có đợi rảnh rồi mới học, rảnh rồi mới tu, mà mình tu trong lúc bận rộn và tu bất cứ ở đâu. Đó là con người mình là dạy vậy đó. Chư tổ dạy như thế nào? Dạy như thế này, thưa quý Phật tử, là trong lúc rảnh rỗi đừng có lấy chuyện của người khác ra đàm luận là đúng hay sai, mà hãy nhìn về cái lỗi lầm của mình. Tự nhật nhàn tư kỹ quá, nhàn đàm mạc luận tha phi. Hằng ngày trôi qua hãy tự nhìn lại mình có lỗi lầm gì. Lúc rảnh rỗi đừng có bàn luận người ta đúng hay người ta sai, vì cái chuyện đó cuối cùng nó không có kết quả. Mà cuối cùng nó làm sao? Thứ nhất, mình mà nói nhiều, mà nói chuyện phù phiếm, thứ nhất là tốn thời gian, thứ hai là mất khí. Nói nhiều có mệt không? Mệt không ạ? Mệt. Rồi thấy có mấy người giận quá chửi xong nói, trời ơi mệt quá. Chửi người ta xong nói trời ơi mệt quá. Có nhiều người chửi xong nói không ra tiếng luôn, lý do là chửi lớn quá, to quá. Cho nên quý vị mới thấy là cái lời ỷ ngữ ở đây, cái phù phiếm ở đây, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng hay mắc phải lắm. Nếu ta không có một công ăn việc làm, ta rảnh rỗi ta hay đi bàn chuyện thiên hạ, bàn chuyện phù phiếm, cuối cùng là bàn xong tốn thời gian, bàn xong rồi cũng mệt nữa. Người xưa nói cái câu gì? Thị phi sao? Cái câu gì? Thị phi thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Tức là khi mà động cái miệng rồi á, thì chuyện thị phi nó dễ sanh lắm. Khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Khẩu khai là khi mà nói á, rất là dễ, rất là khó làm chủ cái tâm của mình. Mà khi mình động cái lưỡi rồi, dễ ra xảy ra cái chuyện mà thị phi lắm. Cho nên người xưa dạy mình là mình hãy giữ cái miệng của mình kín như là cái bình. Dạy như vậy đó. Và mình làm được cái điều này là mình giữ được cái điều lành thứ tư ở cái khẩu nghiệp của mình, đó là từ bỏ đời sống nói theo dệt. Và đây, bây giờ qua một cái điều mà chúng ta hay mắc phải, đó là ác khẩu là như thế nào, thưa đại chúng? Nghe cho kỹ cái vấn đề ác khẩu này nha, chúng ta nhiều lần ác khẩu lắm rồi đó. Ác khẩu là như thế này. Ác khẩu là mình chửi rủa người khác là ác khẩu. Ác khẩu là mình cọc cằn với người khác, mình nói thô tháo với người khác, thô tục với người khác, mình nói với cái tâm nặng nề, chì chiết, đay nghiến người khác, gọi là ác khẩu. Hoặc mình dọa nạt người khác cũng gọi là ác khẩu. Hoặc mình chế nhạo, phỉ báng người khác cũng là ác khẩu. Đó, cái ác khẩu nó lớn như vậy, thưa đại chúng. Phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu chung, sở dĩ chảm thân, do kỳ ác ngôn. Có nghĩa là cái gì? Phàm ở đời như bú ở trong miệng, sở dĩ tự chảm mình cũng vì lời nói ác. Đó, người xưa nói như vậy. Trong cuộc sống của mình giống như có cái bú ở trong miệng vậy đó. Phàm ở đời như bú ở trong miệng, sở dĩ tự chảm mình cũng vì lời nói ác. Có nhiều người, cái này là nếu mà quý vị làm cha mẹ là quý vị phải rút kinh nghiệm nè. Tại vì thầy thấy có nhiều gia đình sinh đứa con ra, cái nói nó không nghe, có biết nói làm sao không? Tao mà biết mày lì như vậy, tao xin ra cái trứng tao ăn cho nó khỏe. Chửi con chửi vậy đó. Mày ngu gì mà mày ngu như bò. Mà cái này quý vị cũng hay phạm vô không? Đó, thử coi mình khôn hơn ai mà mình dám chê người ta ngu như bò. Kinh nghiệm lại coi, mình chửi người ta ngu quá nha, mình sẽ mắc cái quả báo gì? Sau này mình bị ngu. Đó, nó khổ vậy đó. Lo mà về sám hối đi, cứ đừng có tưởng là lời nói gió bay. Khi mà ông bà ta nói cái câu lời nói gió bay á, là ý muốn nói cái gì? Là mình đừng có chấp vào cái chuyện đó, lời nói đó mà mình khổ, hiểu không? Chứ thật ra là lời nói nó không có bay đâu. Quý vị mà nói ra một câu gì, xin thưa không ai chịu cái hậu quả đó giùm mình. Cũng nếu mà quý vị nói một câu đúng, cái phước báu đó không ai ăn trộm của mình được chứ. Còn nếu quý vị mà nói một câu sai, cũng không ai chịu giùm mình hết. Mà rồi chính cái đó nó quay lại chính mình. Nói theo khoa học là cái gì? Là khi mà mình nói ra một cái lời gì đó là nó có cái nguồn năng lượng nó phát ra. Và cái nguồn năng lượng này đó, nó là cái biệt nghiệp của mình. Nói theo trong Phật giáo nó là biệt nghiệp của mình. Còn nói theo khoa học nó có cái sóng, nó có cái từ trường riêng của mình mà không ai ăn cắp được của mình hết. Và nó còn ở trong không gian đó.
khi đủ duyên nó quay lại với mình. Ví dụ mình nói cái câu mình thương người thì nó sẽ còn động ở trong không gian, và một lúc nào đó nó quay lại mình là sẽ có người lại thương lại mình. Tức là mình đối xử với cuộc đời như thế nào thì mình sẽ nhận lại như thế đó. Mình nói với cuộc đời như thế nào thì mình cũng sẽ nhận lại như thế đó. Cũng như Phật tử mà đứng dưới cái chân núi, quý vị hét lên cái câu là tôi ghét người, tôi ghét người, tôi ghét người. Quý vị im xong thì cái vách núi nó sẽ vang lại cái câu gì? Nó vang lại cái câu gì? Tôi thương người. Nó vang lại cái câu là tôi ghét người. Tức là nó sẽ cho lại y như vậy. Cho nên cuộc đời như là một cái tấm gương. Mình hiểu về cái điều này, thưa quý Phật tử, mình sợ lắm. Lúc trước chưa có biết tu, chưa có biết Phật pháp, chẳng có gì phải sợ. Bây giờ biết tu đụng chuyện gì cũng sợ chứ hết. Sợ đây là sợ những điều sai, sợ những điều xấu. Và sợ đây là sợ mình không làm chủ được tâm mình, để rồi trong cái cuộc sống đầy cám dỗ, đầy nhiễu nhương, đầy bất an này mà nghiệp mình lại nặng nữa, thì mình rất dễ phạm vào những cái lầm lỗi. Bây giờ biết tu rồi biết sợ, nên có những điều phải nên sợ, có những điều quý vị phải nên sợ, còn có những điều không nên sợ. Phật tử mình lại đi ngược vậy. Có nhiều người không biết là những điều nên sợ thì không sợ, những điều nên sợ thì lại không sợ. Cái vấn đề nó rắc rối đây. Có nhiều người là sợ mà nên nói, hay nói là lo sợ không biết con bò nó ăn cỏ răng nó có trắng không, không biết trời ngày mai có mưa không, sợ quá đi. Ủa thì mưa cũng được, không mưa cũng được, cái đó không nên sợ. Có những điều chúng ta không nên sợ. Ông bà ta nói cái câu là lo bò trắng răng. Có những điều không nên lo, không nên sợ mà mình lại lo. Có những điều nên sợ mà mình không nên sợ. Cho nên ở cái vấn đề ác khẩu này quý vị phải cẩn thận. Đừng có chửi người ta ngu nghe chưa. Ví dụ như người ta làm cái gì sai, có một người ta cố gắng người ta làm, người ta làm sai, cái mình mà đay nghiến người ta, đây thành ác khẩu nè. Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Nên mình nói người ta vậy đó, ngu mà tỏ ra nguy hiểm, bị xông pha mà đòi bị sida mà đòi xông pha hiến máu. Cái mình chửi người ta, nó làm cho người ta làm sao, làm cho người ta thối thất cái niềm tin, người ta nản. Đúng rồi, người ta đã cố gắng rồi. Tại có làm cái đoạn thơ như thế này: đừng trách móc, đừng dỗi hờn em nữa, em đã đau và đã khổ nhiều rồi, em cần thấy một nụ cười trên môi gửi gắm theo niềm bao dung ấm áp. Tức là người đó khổ lắm rồi, người đó cần sự bao dung, chứ người ta không cần thêm một cái lời đay nghiến của mình nữa. Đừng trách móc, đừng dỗi hờn em nữa, em đã đau và đã khổ nhiều rồi, em cần thấy một nụ cười trên môi gửi gắm theo niềm bao dung ấm áp. Và Phật tử của chúng ta là học ở cái chỗ đó đó. Khi thấy một người, người ta không biết, người ta lỗi lầm, người ta quá nhiều cái vụng về đi, thì cái người này là đáng thương hay đáng trách? Đáng thương hay đáng trách? Đáng thương. Nghiệm lại quý vị sẽ thấy là cái người đó đáng thương. Nên có nhiều người nói là ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Hoặc là mình nói một câu gì: không thể chống lại những thằng ngu vì nó quá đông và nguy hiểm. Mình nói vậy đó, mình nói vậy làm người ta sợ, phải không? Không thể chống lại những đứa ngu tại vì nó quá đông và nguy hiểm. Vậy thì ý mình chửi người ta ngu á, mình nghĩ coi mình thô hơn ai. Không là nhiều khi mình tự ái mình nói hả, thà ngu vì thiếu y ốt còn hơn đủ y ốt mà ngu. Nhiều khi mình nói những cái câu nó nặng nề lắm. Cho nên quý vị đừng bao giờ chửi người khác ngu nha. Đã chửi người khác ngu như bò chưa? Ngu như bò, ăn như heo đó. Mình hay chửi những cái câu như đó, mình làm như mình hiền lắm á. Hạt giống chưa bắt giới trong tâm mình ai cũng có chứ. Có nhiều người ăn chay, có nhiều người ăn chay nha, phải thấy ăn chay thì được là hâm mộ. Nhưng mà thầy hỏi ra thì lý do là tiết kiệm. Đau lòng ghê. Có nhiều người ăn chay là tiết kiệm, chứ không phải là người ta vì giác ngộ, vì tình thương vậy chứ. Cho nên thầy nói vui vui, ăn chay không phải là tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền. Ăn chay không phải là hiền, ăn chay là đỡ tốn tiền mua thịt heo. Có nhiều người vậy, ăn chay không phải người tu vậy chứ á. Chẳng qua là để người ta, để dành cái lưu đựng tiền, đỡ tiết kiệm. Họ sẵn nói về ăn chay thì mới nói cho mình tự nghe. Đây cũng là một trong những lời ác khẩu nè. Có cái lần đó có người ta ăn chay, cái đường người đó mới nói một câu thế này là: quý vị mà ăn chay á là quý vị phạm tội sát sanh. Sao kỳ vậy? Ăn chay là thường ăn gì nhiều? Ăn rau cỏ nhiều. Quý vị nghĩ coi, cái con sâu nó ăn cái gì để nó sống? Ăn rau cỏ nó sống.
Quý vị cứ dành hết rau cỏ quý vị ăn thì con sâu sẽ nó sống được. Có phải là quý vị đang sát sâu không? Trời ơi, một cái lập luận nghe mà muốn đau đầu. Vậy mà cũng có người, trời ơi vậy hả, hồi không ăn chay nữa đâu. Bị rồi chứ không phải bị đâu, quý vị nghe không? Nhiều khi vậy mà cũng có người tin đó. Cho nên ta nói là sống phải có lập trường là vậy đó. Gió theo hướng nào cái mình ngã theo hướng đó. Mình nghĩ ra mình ăn chay vậy mà đi sát sâu. Người ta lập luận hay lắm nha. Ha? Trong sinh có xác, trong xác có sinh. Người ta mới nói là trong sinh có xác, trong xác có sinh là ở đây nè. Con hổ nó giết một con trâu là nó sinh hay xác? Là nó xác. Nhưng mà nó đem thịt con trâu về cho mấy con hổ con ăn là nó sinh. À, nghèo hay hay hay. Cái đầu người đó mới nói tiếp nha. Còn trong sinh có xác là cái gì? Một tên ăn trộm chạy vào chùa ăn trộm đồ trong chùa. Cái vị sư thấy thương quá, vị sư tha. Cái ngày mai nó đi giết người. Vậy là vì cái vị sư xin mà để cho nó giết người là thành sát. Lập luận vậy xong đó. Rồi cho nên quý vị đừng có mà ăn chay. Con sâu á, nó sống vì nó có rau cỏ nó ăn. Thấy không? Quý vị ăn chay hết, quý vị ăn hết rau cỏ. Con sâu nó gì, nó lấy gì nó sống. Quý vị sẽ phạm vào cái tội sát sâu. Nghe lập luận quá, cuối cùng không ăn chay nữa thôi. Không sợ quá, không ăn chay nữa. Đó là có người thì ăn chay là vì vì thầy nói đó là vì tiết kiệm. Ăn chay không phải là tu, ăn chay là để cái lưu đựng tiền. Nên có nhiều người đã thấy ăn chay khắc khổ lắm. Ăn rau muống chấm nước tương. Dạo này con thấy con mệt quá. Thầy hỏi sao? Dạ vì con ăn chay. Sao kỳ vậy? Ăn chay mà lại mệt. Con cơm rau muống với nước tương. Con ăn chao, ăn với chao á, con thấy ăn ngon lắm. Con ăn cơm chay mấy tháng rồi ăn chao mà sao con thấy mỗi ngày giờ con hơi mệt thầy. Thầy đúng rồi, ăn vậy không mệt mới lạ. Quý vị ở đây ai ăn chay trường đưa tay thầy coi. Ai ăn chay trường á? 1, 2, 3, 4. Không sao đâu, thầy không có nói ăn chay không phải là tu đâu. Thầy biết quý vị ăn chay là tu là cũng được khoảng hơn 10 người ăn chay trường phải không? Ăn chay trường phải mập mập một chút chứ đừng ốm như thầy nha. Người ta nhìn người ta nói, người nói mất mặt người ăn chay trường. Có nhiều người ăn chay xong ốm nhơm ốm nhách, người ta nhìn sao người ta dám ăn chay. Thấy không? Thầy ốm, sở dĩ thầy ốm là vì sao? Ốm không phải là xấu, do thời thơ ấu thầy hơi biến ăn. Cho nên quý vị đừng có bắt trước thầy mà ăn chay mà ốm nghe chưa. Cho nên lỡ người ta có nói cái lời đó, mình nói như vậy là người ta sợ, người ta không dám ăn chay. Vậy cuối cùng là mình ăn chay không phải là keo nha. Không phải là mình ăn chay, không phải là cái lưu đựng tiền. Mà làm cái gì? Ăn chay không phải là keo. Ăn chay là để đi theo Phật Đà. Đừng nghe xong rồi bỏ luôn nghe chưa. Hoặc là mình thấy người ta làm một cái việc gì đó, người ta cố gắng, người ta làm không có được, cái mình nhìn mặt người ta mình nói một câu thế này nè. Mình nói là chỉ xứng đáng kênh mương mà đòi tương đương với bể nước. Tức là mình nói người ta làm sao? Tài năng thấp kém. Thấp kém đó mình nói thì sợ người ta mình gọi là người ta buồn. Mình nói là chỉ có tương đương với lại cái kênh mương mà đòi đi là như cái kênh mương thôi mà đòi tương đương với bể nước. Cái đâm ra người ta buồn, đâm ra người ta thối chí. Hoặc là mình thấy người ta làm đẹp ha, cái này mấy cô coi chừng cẩn thận, mấy cô hay bị lắm nghe chưa. Mấy anh á, con trai thì hay thường đố kỵ về cái tài năng, còn mấy cô con gái thì hay thường đố kỵ về sắc đẹp. Mình rất là đẹp rồi nhưng không muốn người ta đẹp hơn mình. Mình rất là xấu rồi nhưng cái này nó lạ lắm, quý vị thấy không, nó ngược đời vậy nè. Mình rất là đẹp rồi nhưng mình không muốn người ta đẹp hơn mình. Mình rất là xấu rồi, nếu mà quý vị thêm được cái câu là không muốn người ta xấu hơn mình thì đời nó sẽ đẹp lắm. Nhưng mà mình không, mình rất là xấu rồi nhưng mình lại muốn người ta xấu hơn mình. Nó lạ vậy đó, quý vị thấy không. Mình rất là đẹp nhưng mà mình không muốn người ta đẹp hơn mình. Mà mình rất là xấu thì mình lại muốn người ta xấu hơn mình. Đó. Cho nên mình hãy nói cái gì? Hãy nói cái gì? Tưởng đẹp lắm hả? Nhìn xa giống thấy kiều chứ nhìn gần giống người yêu chí phèo. Là mình đang chửi người ta, thấy không? Quý vị biết chí phèo không? Vợ của chí phèo là gì? Thì nở. Cho nên tài xin thông báo một tin quan trọng. Quý vị đừng có sợ ế. Vì chí phèo có thì nở. Thì nở có chí phèo. Nên nếu mà mình lỡ có thì nở thì
thì có thị màu, thì có chí phèo, cho nên yên tâm. Nhưng mà đừng có chửi người ta như vậy, nghe chưa? Đừng có chửi người ta xấu như quỷ đó. Hồi nãy là mình chửi người ta ham ăn, chứ chửi người ta ngu rồi. Bây giờ bắt đầu qua chửi người ta xấu. Mấy cô á nha, cẩn thận đó. Có lần ở thầy đi giảng bên kia buổi trưa, thầy thấy quý Phật tử đi vào nghe giảng. Lúc mà đi vào thầy thấy giống như là khủng bố vậy đó. Không còn thấy cái gì hết, thấy hai con mắt, mà hai con mắt cũng đeo kiếng đen luôn, cho nên hoàn toàn không thấy cái gì hết. Cái thầy vô thầy nói ha, quý vị dễ thương quá ha. Mà đang thầy đang chạy xe chứ, vù một cái trời thầy hết hồn luôn. Lách qua cái xe kia, lách qua xém mũi tông chúng thầy. Mà thầy thấy cái biển số. Tí thầy vô chùa thầy giảng thầy cái biển số ở đâu đây. Hồi nãy thầy thấy bận đồ lam nữa. Rồi hung thủ ở đây. À, thầy nhìn nhìn thầy thấy cái bữa đó xui xẻo không sao mà lại ngồi ngay trước mặt thầy nữa, chết á. Thế là để chúng có thầy thấy cái thầy nói vui vui chứ ta không có giận hờn gì, thầy cũng khuyến khích là chạy xe chậm chậm thôi, chạy xe chậm chậm thôi. Thì biết có tiền không, thầy nói là hồi nãy quý vị á, thầy vô đây thì thấy đa phần thì thấy trước mà, thầy thấy quý vị đi chưa nắng là thầy không thấy cái gì hết trơn á, có hai con mắt mà cũng không để thấy luôn. Cái cô đó cũng mới trả lời thật thà, những người phụ nữ chúng con quan trọng là sắc đẹp. Mà thầy thấy đúng á nha, mấy cô sắc đẹp. Sở dĩ người ta thương mấy, người ta nói là con trai á là yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tai. Tức là cái gì? Thầy nói đa số thôi nha, đa phần mấy anh đó mà thấy mấy cô mà đẹp đẹp á, là sao mấy anh nói kinh nghiệm nghe coi, là liếc mắt đưa ghèn, phải không? Là liếc mắt đưa ghèn trước. Còn mấy cô là lạ nha, mấy cô là bây giờ người ta có cái từ là sói ca của em. Sói ca mà không biết sao. Bây giờ mấy cô á là ban đầu nhìn mấy anh ở cái phần đẹp ít thôi. Mấy cô mà thương ai á là phải có cái tiêu chuẩn, phải có cái tiêu chuẩn nào đó. Mỗi người tự đặt cho mình cái tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng mà cái người mà mấy cô thương là phải có cái tiêu chuẩn gì đó. Mà nếu được thì hơn mình chút, phải hơn cái gì đó người ta mới thương. Mới gọi là đấng gì, gọi là đấng đấng tùng quân mà. Người xưa nói là cái người mà để mà mấy cô nương tựa vào thời xưa á, phải là cội tùng, phải là người cái dáng vững như cội tùng, là cái người đáng để mình nương tựa, là phải hơn mình cái gì đó mình mới tựa được. Ví dụ như mình nói em sợ ma quá, cái ông chồng mình nói anh sợ hơn em, sao được phải không? Anh chồng nói với vợ là em yên tâm, có anh ở đây em đừng sợ gì hết, phải không? Cái cô đó cô sợ ma quá, cô đi về cái đường đó cô sợ ma, cô không dám đi. Bữa đó cô đứng lại cô đợi hoài có ai đi ngang. Bữa đó đến khuya luôn mới có người đi ngang gặp anh thanh niên sói ca. Cái đi ngang cô nói cô tâm trời ơi, nếu mà hôm nay không gặp anh chắc em chết luôn. Trời ơi anh ơi em sợ ma lắm. Đi tại vì cô đi ngang cái nghĩa trang. Cái đang đi cái anh đó, anh cũng nói ừ lúc anh sống anh cũng sợ ma lắm. Quý vị nghe xong một hồi mới hiểu luôn nè. Lúc anh sống anh cũng sợ ma lắm chứ bộ. Cô chưa có kịp bình tĩnh không? Cô cứ cái cô đi mấy bước nữa là cô nằm xuống cô xỉu luôn. Lúc đó vấn đề mới được vỡ lẽ. À, cho nên quý vị thấy không? Nên đó, ở trong cuộc sống của mình nữa nha, mình ráng đừng có nói những cái lời ác độc cay nghiệt. Đồ quỷ ma cô hồn ở đâu cơ mà mình chửi người ta chửi vậy đó. Đồ cô hồn các đảng. Nhiều khi thầy thấy có những người cha người mẹ giận la con vậy đó. Đồ cô hồn các đảng. Đúng thiệt, sau này nó giống cô hồn các đảng, nó đi quậy như cô hồn các đảng không. Quỷ ma ở đâu không à, ăn rồi báo đời. Rồi chửi con mình chửi ghê quá. À, rồi, mày ăn đấy mày ăn như heo. À, mày ăn thì mày ăn như con gì ăn nhiều hơn. À, thấy tội con heo, không biết sao có đèn heo vô chửi mà. À, lên mạng mà rớt mạng á thì nói là cá mập cắn, à, chửi ăn cá mập. Gì cũng nói được á. Mấy đứa trẻ thì nói là trẻ trâu. Trẻ trâu mà con trâu con ngé mới là trẻ cho con trâu đâu có trẻ đâu, thấy không? Cái gì đụng đụng cái là nói về mấy con vật đổ lỗi cho nó, tội nghiệp nó nha. Bắt đầu cái gì có cái gì vui vui nè. Nói cái gì? Thôi để thì lần sau thầy nhớ thầy nói. Nếu mình đã ghét cái người nào rồi, thầy nói một khi mình đã ghét người nào, ông bà mình nói câu gì? Thương á thì cháu cũng tròn. Mà ghét á nó bằng cũng méo. Nó lạ, quý vị để ý có phải không?
Khi quý vị mà thương cái chùa Mai Sơn rồi thì ngồi học sao cũng dễ thương hết. Mà khi quý vị mà không thích chùa Mai Sơn rồi, trời ơi học gì mà nóng quá, học gì mà mệt quá, ví dụ vậy đó, học gì mà ngay cái giờ kẹt xe, nó đủ thứ chuyện để mình nói hết. Còn khi quý vị mà thương quý thầy quý sư cô rồi thì xin thưa đó, ngồi học ở dưới đất cũng thấy vui nha, mũi chích cũng thấy vui, đang học mà cúp điện cũng vui. Mà cái quý vị không có cảm tình với chùa rồi, học trong máy lạnh quý vị cũng lạnh quá, nóng thì nói nóng quá, lạnh thì nói lạnh quá, phải không? Khổ như vậy đó thầy chúng. Cho nên quý vị phải hiểu cái điều này, đây là quy luật của cuộc sống. Bây giờ ai mà nói thương quý vị quá thì quý vị hãy chuẩn bị, sau này có thể người ta sẽ nói là ghét quá. Ai mà nói mình cái câu là anh thương em nhất trên đời thì quý vị phải chuẩn bị để nghe cái câu là anh ghét em nhất trên đời. Cái người mà nói mình thương mình nhất thì sẽ có thể nói là ghét mình nhất. Cái người nói thương mình sẽ có ngày người ta nói ghét mình. Mình phải chuẩn bị cái tâm lý này. Đây là sự vận hành nha. Đây là cái quy luật của tình cảm. Mà cuộc đời á, cái gì mà nó tình cảm thì nó dễ. Dễ làm sao? Dễ thay đổi. Nhớ vậy. Cái gì mà tình cảm thì nó dễ thay đổi. Mà cũng là cái tình cảm nó lấy đi nước mắt của chúng ta nhiều nhất. Khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì vợ, khổ vì anh em, bạn bè, gia đình. Nói chung là khổ vì tình cảm là những cái nỗi khổ nhất. Cho nên quý vị phải hiểu được cái sự vận hành như vậy. Cho nên người ta thương mình nhất đó thì sẽ có lúc người ta sẽ bỏ mình. Cái người mà mình thương nhất cũng là người có thể làm cho mình khổ nhất. Ông hàng xóm, ông làm gì kệ ổng, mình không có quan tâm. Ông chết, mình cũng không có khổ. Cùng lắm mình khởi tâm thương thương tiếc tiếc chút rồi cũng qua. Nhưng mà cái người mà mình thương nhất á, là cái người đó sẽ đủ sức để làm cho mình khổ. Và cái người mà mình có thể nợ người ta trong quá khứ là cái người đó có thể làm cho mình khổ. Quý vị phải chuẩn bị cái tâm lý này nha, để khi mà đối diện với cuộc sống, với sự thay đổi giữa cuộc đời, mình biết đó là cái sự vận hành của cái tình cảm, để mà mình bớt khổ. Cho nên nó thầy nói quý vị cứ thương ai thì cứ thương, nhưng hãy thương một người, đó là ai? Không phải thầy nha. Kỳ lắm. Đức Phật. Đó là Đức Phật. Thương Phật cũng là sao? Là tình cảm. Thương Phật là tình cảm. Mình tôn kính Phật cũng là một dạng tình cảm. Nhưng mà mọi thứ tình cảm trên đời nó sẽ thay. Nhưng mà tôn kính Phật có bao giờ thay đổi không? Không. Chỉ có mình thay đổi chứ Phật không bao giờ thay đổi. Phật luôn luôn thương mình. Cũng giống như là Phật. Bây giờ quý vị hình ảnh dễ hiểu nè. Mình có cái tivi, nếu mà mình có điện, có remote, mình ấn vô tivi nó lên không? Có anten nó lên không? Lên. Có nghĩa là cái sóng tivi lúc nào nó cũng có. Mình chỉ cần cái điều kiện là có remote, có điện, có anten thì sẽ có màn hình. Cũng vậy, Phật bao giờ cũng thương mình hết, bao giờ cũng như đưa bàn tay để cứu vớt mình. Nhưng chỉ có mình: Phật ơi, con khổ chưa có đủ, con còn muốn lăn lộn với cuộc đời, con muốn đau khổ nữa, là do ở mình. Chứ Phật luôn luôn là bên cạnh mình, thương mình lắm. Đó, cho nên quý vị hiểu được điều này, bớt đau khổ. Và thường thường khi có người mình tổn thương, bị phản bội á, mình hay nói lên những cái câu là sao? Tôi ghét người, tôi thù hận người. Đôi lúc có những người nói là tôi chù rủa cho người khác chết luôn. Ở đây có ai chù ẻo người khác chết chưa? Mình chù ẻo cho người khác chết là cũng nha, là cũng là ác khẩu. Ngay cả mình thề thốt cũng là ác khẩu. Tôi thề với chị á, tôi mà lấy 5 triệu của chị á, tôi ra đường tôi bị xe đụng, mà thật là mình có lấy, nhưng mà mình nói vậy để người ta tin, thì cái lời thề đó của mình á thì cũng là lời ác khẩu. Cho nên quý vị đừng có thề. Hoặc là bây giờ mình ghét cái người đó rồi, người này á dễ thương, mà mình thấy người đó đi á, người ta đi nhẹ nhàng á, khi mình thương thì mình nói là người này nhẹ nhàng quá ha, hiền dịu quá ha. Khi mình ghét mình nói là sao? Giả trang thiền tướng, yểu điệu thục nữ, đi cái tướng thấy ghét. Mình đã ghét rồi là mình nói cũng được. Dù khi mình thương người ta rồi, mình thấy người ta cười, mình nói là sao? Ôi, một nụ cười của em giống như là trái đất có mặt trời. Mà khi mình ghét người ta rồi, mình nói là sao? À, khi mình thương mình sẽ nói là một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Khi mình ghét thì mình nói là cười không đúng chỗ thì lấy cái rổ mà đừng răng.
Khổ vậy đó đại chúng ơi. Nên mình đã ghét rồi là bao nhiêu cái đây mình nói. Cho nên nè quý vị đó, nếu người ta chê mình, trách mình, chửi mình, đó là cái chuyện của người ta. Đừng để mình giống như cục đất sét nha. Giống như cục đất sét. Giờ để quý vị, cho quý vị hình dung. Một bên là một cái vách núi, hay gọi là núi đá. Một bên là cục đất sét. Cái người có tu học, có trí tuệ, mình hãy vững chãi như là một vách núi, chứ đừng có như cục đất sét. Người ta nắng mình ra cái gì cái mình ra cái đó. Người ta chửi mình lùng quá, cái mình buồn theo kiểu lùng. Người ta nắng mình buồn theo kiểu lùng. Người ta chửi mình xấu quá, cái mình buồn theo kiểu xấu. Người ta chửi mình ốm quá, cái mình khổ theo cái kiểu ốm, phải không? Người ta chửi mình ế quá, cái mình khổ theo kiểu ế, phải không? Người ta chửi mình ngu quá, cái mình khổ theo kiểu ngu. Người ta chửi mình mập quá, cái mình khổ theo kiểu mập. Cho nên là thầy chuẩn bị hết những cái câu chống đối và những câu chửi rồi. Hãy nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan. Bây giờ quý vị nói câu gì đi. Thầy quý vị nói câu gì thầy sẽ chỉ lại quý vị câu này. Lùng nè, ốm nè, xấu nè, mập nè, lòi xương nè, hay là gì thì cũng có câu nói. Bây giờ quý vị nói đại một câu đi, thầy sẽ nói một câu lại cho. Nói đi. Ốm quá. Ốm không phải là xấu, do thầy thơ ấu biết ăn, hồi nãy thầy nói rồi. Nói câu khác đi. Lùng quá. Lùng quá. Lùng phải nói vậy nè. Núi có thể cạn, sông có thể mòn. Xấu có thể đẹp, đẹp có thể xấu. Mập có thể ốm, ốm có thể mập. Bệnh có thể khỏe, khỏe có thể bệnh, nhưng lùng không thể cao. Quy luật cuộc đời lùng không thể cao. Rồi nói nữa đi. Mập quá. Chắc cái này hơi khó. Hình như thầy chưa học. Mập quá có luôn. Mập đẹp, ốm dễ thương, lòi xương dễ mến. Hả? Cái gì chị? Xấu quá hả? Đẹp quá. Đẹp quá, bình thường thôi. Người ta cũng hay nói vậy. Cái gì à? Ngu quá. Ngu quá mình nói sao? Câu này khó ta. Chứ phải đi kìm lại từ điển rồi. Chưa học không ngu quá. Dù nói mình xấu quá. Tôi xấu mà tôi có duyên đỡ hơn chị đẹp mà chị bị khìm. Cho nên là quý vị mới thấy là trong cuộc đời mình á, đừng có để người khác làm ảnh hưởng đến cái sự bình an của tâm. Đừng để cách hành xử của người khác làm cho mình bất an. Đừng để mình sống như là cái gì? Sống như là một cục đất sét. Vào thời Đức Phật có một vị tôn giả, thưa đại chúng là ngài chứng được thánh quả rồi nha. Mà khổ nổi như vậy nè đại chúng, là cái miệng ngài lúc nào cũng nhai nhai nhai, giống như là đang ăn cơm vậy đó. Lạ vậy đó, là dù ngài không ăn cơm, cái miệng ngài cũng nhai 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 vậy đó. Ngài có cái tên là Kiều Phạm Ba Đề, nên gọi ngài là tôn giả bò nhai, bò nhơi. Là chúng biết con bò với con trâu không? Nó ăn xong nó cứ nhai 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 vậy đó. Vào thời Đức Phật có một vị tôn giả bị cái này. Dù ngài đã chứng được thánh quả rồi, khi mà thưa với Đức Phật, Đức Phật mới nói quá khứ như thế này. Là trong thời quá khứ á, thì cái vị tôn giả Kiều Phạm Ba Đề này á, thầy có thấy một cái vị tỳ kheo già, răng rụng hết. Cái vị này mới nói là cái vị tỳ kheo già này răng rụng hết, ăn chậm như là con trâu già. Nên quý vị thấy ai răng rụng đừng có chơi người ta nha. Chớ bảo ông già răng rụng hết, hôm qua ăn hết một nồi khoai. Đừng có đơn giản không? Chớ bảo ông già răng rụng hết, hôm qua ăn hết một nồi khoai nhưng bây giờ. Chớ thấy thầy gầy mà ăn hiếp, hôm qua thầy hạ cả ba người đó. Đọc câu này sợ liền. Nói vậy thôi chứ hôm qua thầy không có đánh ai đâu. Thì người ta mới thấy ngài như vậy đó. Người ta mới nói, trời ơi, sao mà ngài một vị thánh đệ tử mà sao cái miệng ngài cũng ngỗng nhai nhai nhai. Người ta có cái ý khinh chê ngài. Nên Đức Phật mới biết là một vị thánh ở trong cuộc đời này mà ai có cái ý khinh chê, vu khống hoặc nói xấu một bậc thánh thì dễ làm sao? Dễ đọa xuống ba cảnh giới xấu lắm. Cho nên Đức Phật mới nói thôi, thầy Kiều Phạm Ba Đề, thầy lên cung trời, thầy ở đi.
Thế là cuối cùng là ngài Kiều Phạm Ba Đề á, được gọi là ngài là được là thọ thiên nhân cúng đệ nhất, là ngài ở trên cung trời Đao Lợi. Vì ngài không ở dưới đây, ngài ở dưới đây đôi lúc con mắt phàm phu của mình thấy người đó mình chê, quý vị cũng là chê một người mà cái người đó có phước nhỏ, quý vị tổn phước ít nha. Quý vị mà chê một bậc thánh là quý vị hết phước làm người, thấy sợ không? Cho nên tốt nhất là đừng có chê. Tốt nhất là đừng có chê. Mình thấy ai dễ thương thì chỉ có khen thôi. Còn nếu người ta không dễ thương thì người ta không dễ thương thì đừng có nói, phải không? Mà thật ra thì ai cũng có một cái gì đó để dễ thương, đơn giản thôi. Chỉ cần người ta xuất hiện ở cuộc đời này thôi, sự có mặt của người đó cũng là cái bài học cho mình. Giả dụ như người đó lầm lỗi một cái gì đó, để người ta chịu một cái hình phạt nào đó đau khổ, thì đó cũng là một bài học để ta đừng vướng vào. Xin cảm ơn người. Chính sự đau khổ, sự vấp ngã, sự lầm lạc, cái hình phạt của người chính là cái bài học cho tôi. Xin cảm ơn người. Và ngay cả cái người đó có một cái sự thiệt thòi, khổ đau, bệnh tật, nghèo khổ gì đấy nữa, mình tới mình giúp cho người đó 5 đồng, 10 đồng, người con Phật á, cảm ơn trong lòng, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn bác đã cho mình cơ hội để tác thành một việc thiện sự. Thì thấy chưa? Lâu nay mình làm một cái việc đó, mình nghĩ tôi là người ban ơn, quý vị phải biết ơn tôi nha, là phải cảm ơn tôi nha, hoặc đi ngang tôi thì ít nhất phải cúi cái đầu xuống nha, hoặc tôi nói chuyện với thưa thốt nha. Bây giờ mình là người con Phật, mình nhìn khác liền. Chẳng những mình không cần người ta cảm ơn mình, mà mình còn cảm ơn người đó nữa. Nên khi mà thầy con lần đó, thầy đi đổ xăng, mới đi mua đồ, thầy thấy có một cái anh bán vé số mà bị đau cái chân á, thầy mới tới, thầy gửi cho người đó ly nước, gửi tiền cho người ta uống nước. Người đó nó không lấy nghe đại chúng, nó không lấy, mua thì người ta lấy, chứ mà cho là người ta không lấy, người ta có cái tự trọng của người ta. Thầy mới rút kinh nghiệm, lần sau khi mà thầy đổ xăng, thầy mua nước, thầy mua rau hay đi đâu á, thầy dành ra 50 ngàn riêng. Thì sau khi thầy trả tiền xong, thầy nói là xin mời anh uống nước. Thầy mua vé số của một bà cụ á, anh xin lỗi thầy có mua vé số. Thầy thấy bà cụ tới mời thầy mua vé số á, thầy đưa tiền cho bà cụ, thầy nói là thầy xin mời bà uống nước nha. Chứ gặp cái người có tự trọng người ta không lấy, thà chết rồi, chết đói chứ không có lấy tiền của người ta. Cho nên quý vị mà là Phật tử á, quý vị đi ngang nhà người ta, quý vị có đói người ta nói vô đây cho miếng cơm, quý vị nói thà tôi chết chứ tôi cũng vô cho quý vị cho, khinh mình, phải không? Thà mình sao không nói mình là mặc luôn chiếc áo con Phật á, là mình phải có cái sự tự trọng của mình. Cái sự tự trọng của mình ở đây á, không phải là cái ngã mạn gì, mà phải đừng để cho người ta xem thường, đừng có để cho một miếng ăn làm cái miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan trên đầu, đừng có để cho người ta thấy cái miếng ăn mà người ta xem thường mình, quý vị thấy vậy đó. Nên là trong cái cuộc sống của mình, thưa quý Phật tử, là ta phải đối nhân xử thế rồi đó cho kỹ. Cho nên cái vị tôn giả bò nhơi này ở trên cung trời Đao Lợi luôn, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái kỳ kiến tập kinh điển á, thì các vị thánh á, mới lên cung trời Đao Lợi thỉnh ngài xuống nha, trong 500 vị thánh để mà kết tập kinh điển lần đầu tiên đó, thưa đại chúng. Cho nên là cái lý do ngài mà có cái miệng cứ nhai, vậy là do ngài đã từng nói xấu một vị tỳ kheo là ăn cơm giống như con bò nhai. Mình thấy sợ chưa? Không phải là một lời nói của mình là gió nó bay hết đâu. Hồi thầy kể là thêm một cái câu chuyện nữa, là cũng vào thời Đức Phật có một cái gọi là một người kỹ nữ, thưa đại chúng. Cái người kỹ nữ này là đại chúng biết ai không? Là tỳ kheo, là tỳ kheo ni, là một vị chứng thánh quả A-la-hán Ambali, thưa đại chúng. Ambapali là cái cô này có chứng thánh quả. Mà trước khi cô chứng thánh quả, cô là một người kỹ nữ, một người kỹ nữ mà sau đó giác ngộ chứng thánh quả. Thì cái tiền thân của cô không phải là tự nhiên, mà cô phải làm một cái nghề đó đâu. Cho nên xin thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình, mình chọn cái nghề gì nó liên quan đến cái nghiệp. Có những cái nghề nó tạo thành cái nghiệp, có những cái nghiệp nó dẫn mình làm cái nghề. Đôi khi mình học cái này mà mình làm cái khác, là vì cái nghiệp nó dẫn mình làm cái nghề đó. Thì cái cô Ambapali này á, trước khi cô xuất gia và cô chứng thánh quả, là cô là người kỹ nữ. Mà lý do gì mà cô làm kỹ nữ như vậy? Là vì trong cái kiếp quá khứ á, cô thấy có một người làm kỹ nữ, cô thấy có một người tu mà cô lại chê trách cái người đó là kỹ nữ, cô nói xấu cái người đó, ác khẩu.
và cô phải trả cái quả báo là cô phải làm kỹ nữ, thưa đại chúng. Vào thời Đức Phật và chính Đức Phật của mình cũng vậy. Đức Phật có vào cái mùa hạ thứ 12. Đại chúng biết á, Đức Phật là người ta không có cúng dường nha, mà Đức Phật phải ăn, mình gọi là cái đó gọi là ăn những cái thức ăn dành cho ngựa đó. Đức Phật của mình ở vào cái mùa hạ thứ 12. Cái lý do là gì? Cái lý do là Đức Phật Thích Ca trong cái tiền kiếp lúc mà là cái tiền thân của Ngài đang hành đạo Bồ Tát á, là có một lần Ngài nói một lời ác khẩu với lại một vị Phật độc giác. Vị Phật độc giác tức là cái vị mà đang tu tập. Phật độc giác hay gọi là Bích Chi Phật, hay là Duyên Giác Phật á. Thì Ngài mới nói cái câu như thế này nè: ông Sa Môn này chỉ xứng đáng ăn cái gạo dành cho ngựa mà thôi. Một lời nói ác như vậy đó. Mà chính một cái lời nói ác như vậy mà cái quả báo á, để cho đến khi mà Ngài chứng thánh quả, chứng quả vị Phật rồi, vẫn phải trả một cái quả báo là hạ thứ 12, mà Ngài vẫn phải bị đói đó thầy chúng. Không đơn giản đâu. Cho nên là quý vị đừng có nghĩ á, là khi mà mình nói một cái lời nào ra là cái lời đó nó không có quả báo đâu. Cho nên cái khẩu nghiệp ở cái ác khẩu này thầy nhấn mạnh ở cái điều này một chút. Cho nên là quý vị biết được cái điều này phải giữ gìn tuyệt đối, là ráng cố gắng. Ngay cả cái chuyện mà mình chửi á, mình chửi tục á, cái chửi tục bây giờ có nhiều người hay chửi tục quá, thưa đại chúng. Nói về cái văn hóa, thầy chưa nói ở cái chỗ mức tu tập gì á, ở mức cái văn hóa thôi. Hở câu chạy ra một câu là trước đó là có một chữ rồi. Không phải nó không có cái quả báo đâu nhé. Cái quả báo nặng nha. Bây giờ mình nói cái quả báo nặng của cái ác khẩu á. Nếu mà quả báo nặng á, mình có cố ý, có cái sự sân giận và mình làm tổn thương hoặc là mình hại đến nhiều người, thì cái quả báo của cái lời ác khẩu là địa ngục. Địa ngục. Còn nhẹ là cái gì? Quả báo nhẹ là trong cái cuộc sống của mình á, mình thường bị sao? Bị nghe người khác chửi bới mình, thường bị người khác nói những cái điều không như ý. Cái quả báo của ác khẩu. Còn cái quả báo của cái lời nói theo dệt là cái gì? Mình nói theo dệt quá, nó không đúng sự thật á, thì cái quả báo của mình á là thường mình bị câm, bị ngọng, hoặc là cái lời nói của mình không ai nghe. Ở đây quý Phật tử có muốn có lời nói để người ta nghe không? Muốn không? Ở trong kinh Phật, quý vị có đọc, có nghe đến một cái loại chim là chim ca lăng tần già chưa? Ca lăng tần già là một cái loại chim rất là đặc biệt. Cái loại chim này á, thường trong kinh lại ví như cái tiếng nói của Đức Phật. Mà ví như là cái gì? Ví như là cái âm thanh của Đức Phật á, mà cảm động, mà nhu nhuyến, mà đánh động được lòng người, mà nghe rất là êm tai và người ta hiểu, người ta rất là nhẹ nhàng. Người ta nghe người ta cảm thấy rất là an lòng. Và cái âm thanh này á, cái loài chim ca lăng tần già cũng dụ cho cái gì ạ? Cũng dụ cho những cái vị thầy mà thuyết pháp á, có cái giọng nói hay á, gọi là cái giọng nói truyền cảm á, chứ không phải giọng nói truyền nhiễm như mình đâu nha. Mình truyền nhiễm nhưng có truyền cảm, là cái giọng nói đó nói lên người ta nghe. Nhất là quý thầy giảng sư như thầy nè, thầy biết cái giọng nói của mình là đôi lúc nghe không có rõ, và đôi lúc là quý tử nghe thầy nói quý vị cũng không có hiểu gì hết, phải không? Có những thầy khi mà cất giọng lên một cái, thưa đại chúng biết không, người ta cảm thấy nhẹ nhàng bình an liền. Có những người vừa cất giọng lên một cái là người ta năn nỉ đợi 5 phút. Biết làm gì không? Biết làm gì không? Dạ, để tôi chạy ra xa một chút. Có những người như vậy, thưa đại chúng. Đó, cho nên là cái loại chim ca lăng tần già đó nó hay đặc biệt như vậy. Nhưng mà nó làm sao? Nó chỉ sống mà có cặp có đôi thôi. Cho nên vào thời Đức Phật, đây để ta nói lại, câu thời Đức Phật cẩn thận ở chỗ ác khẩu nha. Khi mà vua Ba Tư Nặc ông đi ngang một cái lần đó, ông đi ông mới thấy, ông nghe một cái âm thanh quá hay, quá cảm động, thì ông mới dừng lại. Và lúc đó ông vào cái Tinh Xá Kỳ Viên, ông đi ngang Tinh Xá Kỳ Viên, một cái giọng nói mà rung động trái tim ông nghe ông mùi mẫn, ông thích quá. Ông vào ông tìm được cái giọng nói của cái vị này, thì cuối cùng ông gặp một cái vị thầy. Cái vị thầy là pháp danh là Linh Thanh. Linh Thanh. Thì khi mà ông nhìn cái vị này, lúc đầu là ông nghe cái giọng nói ông thích quá, ông muốn cúng dường. Nhưng mà khi ông gặp cái vị nào ông hết muốn cúng dường luôn. Thì cái vị này vô cùng xấu xí. Vị này rất là xấu nhưng mà lại có cái giọng nói quá hay đi. Cái ông tự nhiên ông không muốn cúng dường nữa. Sau đó ông mới vào ông thưa với Đức Phật á. Tại vì cái mặt của cái thầy này, để chúng biết mặt mày với thân hình thầy xấu lắm. Thì Đức Phật mới kể như thế này. Vào cái thời quá khứ á, vào thời Đức Phật Ca Diếp á,
có một cái vị vua, ông rất là tôn kính Đức Phật và ông xây một cái tháp để mà thờ xá lợi của Phật. Thì ông cử 4 người trông coi cái công trình xây cái tháp xá lợi đó. Thì khi mà xây cái tháp xá lợi đó có 4 người coi, thì trong đó có một người không có thích. Nó là trời ơi, tốn tiền tốn bạc vào cái việc xây dựng ba cái tháp này làm gì. Thì ông có cái tâm không có thích và ông nói những cái lời không có hay. Nhưng mà khi cái tháp xây xong á, thì nó nguy nga, nó tráng lệ, nó đẹp quá. Thì ông lại nghĩ khác. Cái lúc này cái tâm ông nghĩ khác, ông nói cái tháp này cũng đẹp. Ông cảm thấy hối hận bởi cái lời ác khẩu và cái tâm không lành của ông. Ông mới xin sám hối. Và sau đó đó, ông ta mới mua một cái linh. Anh chứ biết cái linh không? Giống như cái chuông gió bây giờ đi. Thì ông mới để vào trong cái tháp đó, mà ông cúng dường trong cái tháp. Và ông mới sám hối cái ác nghiệp về cái khẩu của ông. Và ông mới nguyện là con mong rằng là nhờ cái phước lành này của con, nhiều kiếp con được cái giọng nói mà người ta nghe, người ta cảm động và có thể truyền cảm đến người khác. Và cái vì cái quả báo của ông là ông chê, ông nói ác khẩu bởi xây cái tháp như vậy mà ông xấu xí. Nhưng mà cái lời phát nguyện đó của ông á, thì ông lại được cái giọng nói rất là hay, rất là hay. Nên ở đây sau này quý vị muốn có giọng nói hay thì cũng phải phải sao? Phát nguyện nha. Nhưng mà phát nguyện có giọng nói hay để làm cái gì? Để thuyết pháp cho người ta nghe, nghe chưa? Nói con nguyện trước Phật cho con có giọng nói hay để con dụ người ta. Cái này không có được. Cũng như mình tu để có, mình làm phước để làm cái gì? Mình làm phước để mình tu, chứ mình không phải là con làm phước để con giàu con hưởng thụ. Nó khác. Cái người làm phước để giàu để hưởng thụ giống như là mình đi kinh doanh nhân quả, kinh doanh phước báu. Còn mình làm phước nha, để mình có cái phước để là mình ứng dụng trong việc tu. Cũng vậy, mình phát nguyện có giọng nói hay để khi con cất giọng lên, nếu con hát người ta nghe. Mà con xin nguyện con hát nhạc đạo thôi chứ đừng hát nhạc đời. Hát nhạc đời của người ta nghe thì hay đó, nhưng mà người ta buồn khổ, tưới tẩm cái hạt giống buồn khổ trong lòng người khác. Cho nên có cái cô đó, con nói như thế này: trời mưa rỉ rả, mưa dầm, ở trong phòng nghe một cái bài hát tình sầu đứt ruột, nghe mà muốn đứt từng khúc ruột, mở ngoặc ôi hạnh phúc quá. Đấy, có mâu thuẫn không? Một cái bài hát nghe muốn đứt ruột nhưng mà ôi hạnh phúc quá. Vậy là con người chúng ta có một cái niềm vui, vui trong thú đau thương. Biết khổ thì khổ nhưng mà vẫn cứ xem. Biết là coi phim Hàn Quốc tình cảm lâm ly bi đát, mình coi mình sẽ khóc nhưng mà vẫn cứ coi. Thế đời nó vậy á, khổ thì khổ nhưng mà vẫn cứ coi. Lúc mà hai người thương nhau mà chia tay rồi vĩnh biệt rồi ái biệt ly khổ, trời ơi, mình coi xong mà mình coi xong cái bộ phim đó xong là sáng hết muốn đi chùa luôn. Vậy mà vẫn cứ muốn coi, phải không? Vì mình có cái gì vui vui trong á. Cái này gọi là thú đau thương. Đó, cho nên ở đây đại chúng muốn có giọng nói hay, quý vị cũng phải phát nguyện nha. Mình hồi mình để bữa nào thầy giảng cái bài phát nguyện đi, thầy sẽ nói kỹ hơn là cái phước của mình làm được á, mình phát nguyện về cái gì. Cũng như quý vị có tiền, có phước quý vị có tiền. Có tiền để mình làm cái gì? Có tiền để mua dép, mua đồ, mua này cái kia khác. Có tiền để mà mua cái đầu đĩa, để mà xem cái thầy thuyết giảng nó khác. Có tiền để mà thuê rất là nhiều cái phim lâm ly bi đát về xem nó khác. Thấy chưa? Nó có chỗ phát nguyện đó. Rồi bây giờ thì thầy nói lại cái loài chim ca lăng tầm già. Thì nó hót rất là hay như vậy. Nên thầy nói là cái quý thầy mà đi giảng chỉ mong có một chút có cái phước về cái giọng nói thôi, quý tử. Nói lên người ta thật cảm thấy ấm áp. Cái này sự thật cuộc đời á, là có những người vừa nói xong người ta không muốn nghe thôi, quý tử. Cho nên quý vị nè, thầy nói rồi, phải giữ cái miệng cho thật kỹ. Tuyệt đối đừng nói xấu người khác, đừng nói sau lưng, đừng nói ác khẩu, đừng nói dối, đừng nói thêu dệt. Và chỉ muốn khen người khác thôi, tán dương người khác và tán dương Đức Phật. Mình phải giữ gìn cái khẩu nghiệp rất kỹ như vậy thì mình mới có phước ở cái khẩu nghiệp. Thì lúc đó cái lời nói của mình nó mới có trọng lượng. Cho nên con chim ca lăng tần già là như vậy. Nên có một lần đó có cái vị vua đó, ông bắt được con chim ca lăng tần già. Nhưng mà bắt được có một con à. Tại vì nghe có một vị hoàng hậu mới bắt được con chim đó mà muốn nghe nó hót. Tại vì cái giọng hót của nó hay quá, du dương thánh thót đó. Nhưng mà có một mình nó thì nó không có hót, có hai con nó mới hót. Mà trong khi bắt được có một con ở núi Tiết Sơn á, thì đại chúng mới biết cách nào cho nó hót không. Thế là cái vị đó mới để nó trong cái lồng. Mà bây giờ có một con đâu có hót, không, đâu có bắt được con khác. Thế làm một cái lồng kiến á, để làm một cái gương á xung quanh. Nó mới nhìn cho gương thấy thêm con nữa, nó mới hót.
Có hay nó mới hót vậy đó. Cho nên thôi thì á, quý vị muốn có được cái giọng nói hay mà truyền cảm, chứ đừng có lộn qua truyền nhiễm, chỉ có một từ thôi mà nó vạn lần xa cách như vậy đó. Thì muốn giọng nói hay thì quý vị phải giữ gìn cái khẩu nghiệp cho kỹ, để cái lời nói của mình phía sau cái lời nói nó có cái trọng lượng, mà nói theo khoa học là nó có năng lượng, nó có cái sóng, nó có năng lượng. Đại chúng biết không, có những người á, cái giọng nói người ta phát cái âm này nè, ví dụ thầy nói cái âm này ha, nó khác. Ví dụ bây giờ thầy phát cái âm nè, âm nó khác. Bây giờ thầy phát cái âm nó có trọng lượng, nó khác nè. Nó khác không? Nó khác. Còn thầy cũng phát cái âm nè. Nó khác. Đơn giản một điều. Có những người mà ta như vậy để chúng biết đóng cửa kính lại nha. Trong phòng nó kiến nó bể luôn. Cái ly nó bể luôn á, nó tức rồi, sóng nó phát, nó phá nè. Cho nên khi mà quý vị khi mà trì chú, quý vị biết cách trì chú á, bắt đầu những cái âm nó đầu nó làm cho cơ thể mình các cái đại huyệt á, các cái huyệt đạo nó được khai mở luôn. Cái này khoa học người ta đã chứng minh bởi những cái âm thanh này. Cho nên trong cái lời nói không đơn giản chỉ là lời nói, phía sau cái lời nói theo khoa học nó có nguồn năng lượng. Nói theo Phật học của mình là nó có cái phước duyên lành. Và cái người có phước duyên như vậy, có cái trọng lượng, có cái âm đức như vậy, nói ra là người khác muốn nghe. Đó thì thôi thì hôm nay thầy gửi đến đại chúng cái chủ đề là nghiệp của khẩu. Nghiệp của khẩu. Và thầy nói là nếu mà mình từ bỏ bốn cái điều là mình, bốn điều ở đây là từ bỏ đời sống nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi và nói ác khẩu, thì chúng ta giữ được bốn cái điều thiện ở khẩu. Và quý vị nghe xong rồi có thấy mình có nhiều lỗi lầm không? Có ha. Dạ con nghe xong con thấy không có lỗi gì hết. Mở ngoặc xem lại, phải không? Mà nghe xong mà thấy con nhiều quá, một cục lỗi luôn, một rổ lỗi luôn, một giỏ lỗi luôn, một nhà lỗi luôn. Good, đúng. Nhưng tu xong mà không thấy, nghe xong mà không thấy có lỗi gì hết là phải xem lại. Nên thôi mình biết là chúng ta ai cũng có lỗi, về sám hối, phát nguyện để sửa sai. Và nếu được nữa quý vị ráng phát nguyện giữ gìn khẩu nghiệp cho nó kỹ nha. Thầy xin chúc quý vị có một đêm an giấc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.